Hi, xin chào tất cả các chị yêu của shop Nga VM. Các chị yêu ơi, như đã hứa các chị yêu nhá, tối nay em sẽ lên cho các chị yêu một mẫu những cái siêu phẩm set bộ mà hoặc tất cả những cái mẫu là em đảm bảo với các chị yêu là những ngày nắng nóng là các chị sẽ vừa xinh vừa mặc lên vừa thoải mái vừa dễ chịu và quên hết những mệt nhọc của những ngày nắng nóng luôn. Đấy ạ, nên chị nào mà đang kiếm tìm cho em những cái siêu phẩm á thì tối nay các chị đừng bỏ qua, đẹp xuất sắc luôn. Đầu like sẽ là một cái mã này các chị ngắm giùm em. Trời ơi, mẫu này thì nó gọi là đỉnh cao luôn rồi các chị nha. Đây ạ, à, em trả luôn đây ạ. À. Mẫu đã có mẫu mặc nhưng mà em thì đã lại bây giờ em sẽ mặc like trực tiếp luôn cho các chị đây. Nên những chị nào mà đang muốn kiếm tìm cho em Nga một set bộ lanh. Đấy ạ, à, em có nói với các chị yêu rất nhiều, chị yêu hỏi là Nga ơi sao không về lanh. Bây giờ em đã về đây ạ. À. Và các chị ngắm giùm em, thực sự luôn. Khi mà em đã về thì chắc chắn những cái set bộ của nhà em Nga nó sẽ vô cùng tuyệt vời, đặc biệt và đẳng cấp luôn. Mẫu này các chị nha, em có 4 tông màu cho các chị. Và đây nó là dòng lanh Thái các chị nha. Và lanh này của em Nga nó có co giãn thoải mái, nhưng nó đã qua xử lý cho nên nó không nhăn nhầu, nó chống nhăn nhầu hoàn hảo luôn. Những chị nào đã mặc lanh hàng VIP này nhà em Nga rồi thì chắc chắn các chị sẽ vừa mặc lên cực kỳ sướng, vừa mát vừa thoải mái. Và những cái set bộ lanh của em Nga như thế này hoàn toàn các chị mặc đi chơi được, chứ không giống như lanh chợ đâu các chị nha. Không giống như lanh mà các chị chỉ nghĩ là mặc lanh xong chỉ mặc ở nhà thôi, mà không thể, ví dụ như nhìn các chị nhìn bộ lanh của em này, hoàn toàn các chị có thể đi uống nước, đi cà phê, đấy ạ, đi đâu đó rất là xinh và cực kỳ tuyệt vời. Nên chị nào đang nhìn thấy em Nga, cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ, ủng hộ, đầu like và lên cùng em nha. Đấy ạ, chị nào đang nhìn thấy em, cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ, ủng hộ, đầu like giúp em. Trời ơi, nó đẹp mỹ mãn luôn ạ, không có một điểm gì để chê cho em luôn. Chị nào nhìn thấy em, cho em Nga một nút tương tác nha, xuất sắc luôn rồi. Chị nào mê lanh nhà em Nga thì đừng bỏ qua. Trời ơi, phải nói là VIP đỉnh luôn các chị ạ. Mẫu này phải gọi là VIP đỉnh luôn các chị ơi. Rồi, xuất sắc luôn. Em nói thật sự, chị nào mà không dinh đến hai bộ để mà thay đổi, hoặc là các chị nói thật sự là nếu mà lanh này nhà em Nga các chị hoàn toàn mua cho tặng được hết các chị nhá. Bởi vì nó quá đẹp, người nhận người ta cũng cảm giác bình thường. Các chị mà mua lanh ấy thì thường các chị thường hay nghĩ là mua lanh chỉ mặc ở nhà, mặc đi ngủ thôi. Và thường nếu mà cảm giác mà cho hay tặng nhau một bộ lanh ấy thì thường nhiều người nghĩ là nó rất là kiểu nó rất là rẻ, hoặc là nó rất là kiểu bình thường. Nhưng mà riêng danh nhà lanh nhà em Nga thì nó phải là VIP đỉnh các chị nha. Độc, sang, khác biệt, không đụng hàng, đảm bảo các chị ít gặp trên thị trường luôn. Lanh này nhà em Nga các chị ít gặp trên thị trường. Và lanh này nhà em Nga gần như năm nào em về đến đâu là cháy hàng đến đấy. Đấy, cho nên nếu như chị nào mà đang kiếm tìm cho em set bộ lanh, em đang mặc lanh lỡ nha, rất là sang xinh. Và đặc biệt cái thiết kế này các chị nhìn dùm cho em Nga này, em mặc lên cực kỳ gọn luôn. Đấy à, các chị ngắm dùm em cái bộ lanh em đang mặc, nó rất là gọn nha các chị nha. Cảm giác này, eo ra eo. Đấy ạ à. Cảm giác eo ra eo, mông ra mông, và cảm giác cái phần trên cho em Nga nó cực kỳ tuyệt vời. Nên chị nào mà lấy đừng bỏ qua cho em set M1. Chút xíu em sẽ lên set bộ quần dài, chị Võ Thưởng cứ yên tâm luôn. Em lên lanh một chút xíu đã, bởi vì rất nhiều những chị yêu. Đấy ạ, bởi vì là thực sự là rất nhiều những chị yêu đã hỏi em bộ lanh rất là nhiều. Thành ra là các chị biết là vừa xong em phải up ảnh, em chụp ảnh nhanh vội ạ. Cái set bộ lụa Hàn up ảnh lên cho các chị yêu, và để cho các chị yêu có thể xem qua hình ảnh mà khi em Nga mặc rồi, chút xíu các chị có thể chọn trực tiếp trên like nhá, đừng bỏ qua, xuất sắc luôn ạ. Chị nào đang nhìn thấy em, cho em Nga một nút tương tác đi các chị ơi, cho em một nút tương tác đi để em vào đầu like cho các chị. Chị nào mà hôm nay cho em một nút chia sẻ đi, em khẳng định luôn nay nhà em Nga là nay đặc biệt luôn các chị nhá. Nanh này không phải các chị mua ở đâu cũng được đâu. Đấy ạ, giày em đang đi ấy, giày em đang đi em đang tạm hết mất rồi chị Lê Thị Sáu ơi. Khi nào mà giày này em về thì em sẽ báo chị nha. Đấy ạ, giày này thì em đi từ năm này qua năm khác luôn rồi. Đấy ạ, chị nào đang kiếm tìm mẫu này của em Nga có 4 màu. Màu đầu tiên em đang mặc, em gọi cái màu này nó là màu xanh cổ vịt nha các chị nha. Cái màu xanh ấy, xanh mà các chị thấy là ra màu xanh của nó rất là đẹp. Nói chung là màu xanh em mặc đầu like thì chắc chắn là các chị sẽ thấy vô cùng ưng luôn. Hiện tại em đang về được sẵn size M, size L, size XL. Chị nào lấy 2XL thì các chị có thể chờ vài hôm nữa nhé. Các chị có thể đặt hàng. Set bộ lanh này thì em sẽ về sẵn trước, là em về trước được M, L, XL.
và xe 2XL các chị có thể đặt hàng giúp em Nga nhá. Em sẽ trả sau xe 2XL một chút xíu. Nên chị nào muốn sở hữu cái set bộ lanh này thì comment hộ em đúng cú pháp là M1 tối nay. Ngắm kỹ dùm em này. Họa tiết của nó là họa tiết hoa các chị nhá, hoa nhí, dễ mặc. Và lanh của em Nga các chị nhìn hộ em này. Chất liệu này là lanh có co giãn, các chị nhìn cái chất liệu co giãn chưa ạ? Em đang mặc đây nha các chị nhá. Lanh này của em Nga có co giãn, đứng lên ngồi xuống dùm em này. Các chị ngắm dùm em đã, đứng lên ngồi xuống nha. Lanh của em đây ạ, lanh của em co giãn đứng lên ngồi xuống. Các chị nhìn thấy em đang mặc lanh ôm không ạ? Lanh này của em là lanh có co giãn các chị ạ, khác hoàn toàn với lại các cái dòng lanh các chị mua ở ngoài chợ. Đấy ạ, đẳng cấp đỉnh cao đây. Các chị nhìn lanh của em này. Em tập thể dùng một chút xíu cho các chị nhìn lanh của em đã. Đấy ạ, để các chị vào các chị ngắm, các chị mua lanh nhà em Nga. Các chị không bao giờ phải hối tiếc, không bao giờ phải hối hận mà cứ mua cho em 3 set mặc mùa hè cho em là đỉnh cao luôn rồi. Đấy ạ, em đang mặc set này là size M nhá. Và các chị nhìn rõ hộ em cái thiết kế, em giới thiệu sơ sơ một chút xíu tí nên em đảm bảo chị nào nhanh tay. Đấy ạ, các chị nhìn dùm em này, các chị ngắm dùm em nha. Set bộ lanh này của em Nga. Cái set bộ này thì nó đặc biệt ở cái phần thiết kế. Thiết kế này thì nó là thiết kế cái vạt của nó là vạt lệch như một chút xíu này. Nó có cái điểm nhấn siết eo này. Đấy ạ, và các chị nhìn dùm em. Nên là khi em mặc cái set bộ lanh này á, làm cho cái eo của em Nga nó rất là gọn nhá. Người em Nga thì các chị biết rồi, đậm ở cái phần bụng, đúng không ạ? Và cái phần eo này của em Nga khá là đậm. Nhưng khi cái mặc cái set này lên, đấy á, em cảm giác cái eo của em Nga nó rất là gọn. Và em đang mặc size M thôi. Chị nào 55 cân đổ về mặc M cho em Nga, chị nào 60 cân mặc L và chị nào 65 cân mặc cho em bộ này size XL. Chị nào khoảng tầm 70 cân thì có thể đặt hàng size 2XL dùm em nha. Em có 4 màu cho siêu phẩm này. Và các chị lên lấy hai màu để thay đổi các chị ạ. Màu đầu tiên em đang mặc đó là màu xanh, màu này thì đừng bỏ qua. Em nghĩ nếu trong 4 màu của em Nga đang mặc thì nếu như chị nào có nhu cầu mua 2 bộ trở lên thì cứ màu xanh của em Nga ít nhất các chị phải chốt đầu tiên một màu. Đấy, còn sau đó các chị có thể chọn cho em những cái màu như thế này. Màu thứ hai em gọi cái màu này, em gọi nó là màu đỏ đất các chị nha. Đấy, nó là đỏ, nâu đỏ ấy, nâu đất ấy, nâu đỏ đất ấy các chị ạ. Nó là pha giữa, kết hợp giữa nâu đỏ đất chứ không phải là nâu đất hay là màu đỏ hẳn. Đấy ạ, cho nên là khi mà các chị mặc lên á, nó vừa thoải mái, vừa dễ nhặn, vừa nhã nhặn và rất là xinh. Đấy ạ, dễ mặc nha. Màu thứ ba này em gọi đó là màu vàng. Màu thứ ba em gọi nó là màu vàng. Và màu thứ tư nó là màu xanh ngọc các chị nhá. Em có 4 màu cho màu cho cái set bộ em đang mặc. Đấy ạ, màu em đang mặc đầu tiên em gọi nó là màu xanh cổ vịt này, đúng không ạ? Xanh cổ vịt, hoặc các chị nhìn hộ em xanh hoa nhí, xanh cổ vịt này. Màu thứ hai em gọi nó là màu nâu đỏ các chị nhá, nâu đất đỏ ấy ạ. Đấy ạ, màu thứ ba nó là màu vàng, màu thứ tư đó là màu xanh ngọc. 4 màu, màu nào cũng đẹp. Và đặt cái thiết kế siết eo như thế này thì nó giúp cho chị em mình mặc lên gọn dáng, hách dáng, mặc đi chơi được cho em Nga, uống nước được cho em Nga, cà phê tụ tập gặp bạn bè được cho em Nga, đứng lên ngồi xuống cực kỳ thoải mái. Bởi vì lanh của em có co giãn nhá, và đã qua xử lý cho nên khi các chị giặt đi nó không bị co, chống co hoàn toàn. Đấy ạ, và đứng lên cực kỳ tuyệt vời. Nên đơn cho em bộ này mức giá cho em Nga này. Chị nào muốn sở hữu set bộ lanh M1 đầu lai của em Nga, mức giá cho em Nga 360.000. Em bao giá toàn quốc cho các chị đối với dòng set lanh em đang mặc 360.000. Chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nha. 360.000 cho em một set dòng lanh Thái, hàng thiết kế riêng ạ, đặc sắc độc đáo, không phải là ở đâu các chị cũng mua được, đụng không sợ đụng hàng các chị nhá. Và chất liệu của nó có co giãn, mặc thoải mái, dễ chịu và không sợ nhăn nhầu. Đấy, đã qua xử lý chống nhăn hoàn hảo các chị nhá, thoải mái quay máy giặt cho em Nga, không sợ bị bay, không sợ bị kiểu bị co lại đâu. Nên chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu xanh em đang mặc, kèm theo màu hoặc là màu vàng, hoặc màu xanh ngọc, hoặc màu này gọi là màu nâu đất nha các chị nhà, đỏ nâu đất. Đã. Chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Đủ size M, L, XL, em đang mặc size M nha các chị nhà. Em đang mặc bộ này là size M, M, L, XL. Chị nào lấy 2XL thì các chị chờ em trả cho các chị sau, trong vài ngày sau các chị nhá. Em có về size 2XL nhưng 2XL bởi vì mẫu này đẹp quá nên em đã đặt hàng size 2XL cho các chị rồi. Nhưng 2XL thì các chị nào lấy 2XL thì các chị sẽ về sau một chút xíu. Đấy ạ, cho nên em sẽ trả trước M, L, XL trước. Nên chị nào lấy cứ comment hộ em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. 4 màu cho các chị lựa chọn. Đây các chị ngắm dùm em này. Trời ơi, nó phải gọi là đẹp không tì vết. Chờ em chút xíu, em đứng gần cho các chị. 4 màu các chị nha. Chị
Thế tranh lấy M1 màu gì ạ? Các chị ngắm giùm em, thực sự là quá hoàn hảo luôn ạ. Đây, set bộ của em Nga gồm 4 màu, màu xanh ngọc, màu vàng. Màu này em gọi nó là màu nâu đỏ đất các chị nha. Và màu xanh cổ vịt như em đang mặc rất là đẹp. Và cái thiết kế của nó cực kỳ sang xinh. Chị nào muốn kiếm tìm cho em Nga một set bộ lanh thì đừng bỏ qua mẫu này. Chất liệu của nó có co giãn các chị nha. Đây, co giãn đàn hồi, chống nhăn hoàn hảo, thoải mái quay trong máy giặt. Không sợ co rút các chị nha, mà mặc lên cho em Nga. Đứng lên ngồi xuống cực kỳ xinh, mức giá thì vô cùng yêu. Em Nga cao 1m54, nặng hơn 55 cân. Em đang mặc bộ này size M. Chị nào muốn sở hữu bộ này cứ comment hộ em đúng cú pháp M dưới 55 cân, L dưới 60 cân, XL dưới 65 cân, đổ về em chốt đơn. Bao đẹp, bao sang, bao xinh, xuất sắc đỉnh luôn ạ. Đây ạ, ngắm giùm em nha. Em đứng gần giùm cho các chị để các chị nhìn này. Màu hoa nhí các chị ạ. Đây ạ, hoa nhí này. Màu của em Nga là màu xanh cổ vịt, nhưng mà cái những cái thiết kế màu hoa nhí này, ánh vàng, ánh trắng, trời ơi nó đẹp xuất sắc. Màu ở ngoài đẹp hơn trên lai. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn giùm cho em Nga. Form rất là gọn, mặc lên nhỏ nhắn ạ. Đây ạ, các chị ngắm giùm em mặc lên cực kỳ nhỏ nhắn. Rồi phải nói là set này nó làm cho người của em Nga gọn vô cùng luôn. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn giùm cho em Nga. 360.000 một set thôi các chị nha. 360.000, đủ size M, L, XL, 2XL thì em trả sau một chút xíu. Nên chị nào lấy cứ comment hộ em đúng cú pháp là M1 em chốt đơn. M1 ạ, chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp nha. Nên là chị nào lấy thì cứ chốt đơn dùng cho em nha. Ok, chị Lê Thị Thúy Kiều M1 màu xanh em đang mặc này, với màu xanh ngọc 62 cân, size XL. Ok, chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn dùng cho em nha. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đẹp lắm luôn các chị ạ. Chị nào lấy nhanh tay nha. Mua cái màu xanh em mặc ạ. Cái màu xanh M1 màu xanh. Ok ạ. À, 2XL là xanh gì đấy ạ? Size màu xanh, các chị cho em thêm màu đi các chị nhá. Các chị lấy cho em thêm màu đi ạ. Chịu M1 xanh ngọc và xanh cổ vịt. Ok ạ. À, chị Đỗ Na hai bộ màu xanh, xanh 2XL là xanh màu gì ạ? Các chị lấy nhanh tay chốt đơn cho em rõ màu các chị nhá. Em có xanh ngọc và xanh này của em Nga nó là xanh cổ vịt. Chị nào lấy ghi hộ em là xanh cổ vịt đi ạ. Một là ghi hộ em là xanh cổ vịt, hai là ghi hộ em là xanh ngọc, hoặc ba là màu vàng. Màu thứ tư em cứ gọi là màu này gọi là đỏ nâu đỏ nhá. Nâu đỏ 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 đất, đỏ đất đi các chị ạ. Đấy ạ, đỏ nâu đất các chị nhá. Đấy ạ, cho nên là cái này nó là phối kết hợp, cái màu này rất là đẹp nhưng nó là màu phối. Nên nếu như em chỉ nói mỗi là đỏ thì các chị sẽ nhầm tưởng là đỏ, nhưng cái này nó không phải là đỏ. Nếu em nói mỗi nâu thì các chị đã không hình dung được nâu, mà thật ra cái này nó là nâu đỏ đất đấy các chị ạ. Nên là nó phối nên rất là đẹp. Nên chị nào lấy chốt đơn dùm em nha. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Thì tồn tra M1 XL xanh cổ vịt xuất sắc. Cái Lê Như M1 xanh cổ vịt size L. Thì Nguyễn Huệ M1 L xanh cổ vịt ạ. 360 thôi các chị ạ. Lên lấy cho em Nga hai bộ để thay đổi các chị nha. Lên lấy cho em hai bộ để thay đổi. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn, đừng bỏ qua cho em Nga. Đẹp sang xịn đẳng cấp luôn cho em Nga rồi. Thực sự chị nào, em nói thật sự là 360, nhưng các chị có thể mua nhá, các chị làm quà được. Cái set bộ này của em Nga các chị hoàn toàn mua làm quà được. Các chị, em nói thật sự nếu mà chị nào mà mua về tặng cho những người của chị em mình mà kiểu thân ấy, thân thiết lại làm món quà này, những người mà người ta được tặng ấy, người ta sướng vô cùng. Bởi vì không phải ai cũng có thể gặp để mua được cái set em đang mặc đâu. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Chỉ có mức giá là 360.000. Đẹp sang xịn xuất sắc đỉnh luôn ạ. Rồi ạ. Chị Lưu Thị Xỉu ạ, em chốt rồi nhá. Chị Lưu Thị Xỉu ơi, em chốt rồi ạ. Đây ạ, chị nào lấy bắt đầu em đọc đi. Các chị nào lấy cứ comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Rồi ạ. Chị nào lấy cứ chốt đơn dùm em nhá. Hình như là mạng hơi kém một chút xíu. Mạng có vẻ hơi kém một chút xíu. Ok ạ. Chị Đỗ Nan hai bộ xanh cổ vịt và xanh ngọc xanh 2XL. Chị Ngọc Yến xanh cổ vịt này. Ok ạ. Chị nào lấy nếu mà biết rõ về size rồi thì cho em rõ về size nhá. Nếu mà chị nào mà là nghe rõ về size thì các chị lấy thì cho em rõ về size. Còn chị nào mà chưa rõ về size thì có thể cho em chiều cao cân nặng để em có thể chốt trực tiếp luôn cho các chị. Đấy ạ. Thế nhưng mạng hơi yếu sao nhỉ? Chị thấy mạng của chị hơi bị treo. 360 thôi các chị ơi, chị nào lấy nhanh tay chốt đơn. Trời ơi, đẹp ngất ngây luôn. Đấy ạ, chị Đạt Đạt này, một màu xanh cổ vịt đúng như em đang mặc đúng không ạ? Cho em rõ màu đi chị Đạt Đạt ơi. Đấy ạ, các chị xem nó có bị giật không ạ? Em đang thấy mạng của em nó hơi bị giật một chút xíu. Các chị xem nó có bị giật quá không ạ? Các chị xem nó có bị giật không ạ? Cho em
xin một nút chia sẻ đi các chị ơi. Các chị cho em xin một nút chia sẻ sao nó cứ đơ nhỉ. Các chị xem nó có bị đơ giống như em đang cầm không nhỉ? Em đang bị đơ quá. Không em ạ, à, thế à chị yêu, ok chị. Ok ạ, à, thế à, sao máy của em bị đơ thế nhỉ? Hay do mạng nhà em nhỉ? Rồi. Ok ạ. À. Đây ạ, à, các chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Đây, ngắm kỹ cho em màu xanh cổ vịt nữa này. Các chị ngắm kỹ cho em màu xanh cổ vịt. Em đảm bảo chị nào mà tối nay bỏ lỡ cái mẫu này của nhà em Nga, bỏ lỡ cái set bộ lanh này nhà em Nga mấy nữa các chị hỏi em Nga. Và những chị nào mà đặc biệt những chị nào mà thích dòng lanh rồi, những cái bộ lanh của này của nhà em Nga thì những cái vùng miền xứ nóng nhá. Đặc biệt những cái chị yêu nào mà ở vùng miền xứ nóng ở miền Nam đúng không ạ? Mà các chị thích mặc một cái set bộ mặc ở nhà được ạ, mặc đi ra ngoài được, lịch sự nhưng siêu siêu mát thì đừng bỏ qua cho em cái set bộ lanh như em đang mặc. Mức giá cho em Nga, đây là dòng VIP, dòng này là dòng thiết kế riêng, không đục hàng các chị nha. Không phải chỗ nào các chị cũng có thể mua được. Đấy ạ, em khẳng định luôn set bộ này của nhà em Nga thì không nhiều nơi có đâu, không phải nơi nào các chị cũng mua được. Và đủ size MLXL đến 2XL dành cho các chị đến 70 cân đổ về chốt đơn. Tiên chị nào lấy thì chốt đơn dùm em Nga. Em về 4 màu siêu đẹp. 4 màu này màu nào các chị mặc lên cho em cũng xinh. Dáng quần lỡ nhá, cạp của em Nga là cạp chun này. Cạp chun nhá các chị nhá, chất liệu lanh có co giãn, các chị nhìn hộ em này. Lanh có co giãn cho em Nga. Đấy ạ. Các chị mặc lên cho em Nga cực kỳ thoải mái và lanh này đã qua xử lý không sợ nhăn nhầu nha các chị nha. Và các chị đứng lên ngồi xuống cho em Nga cực kỳ xinh, đẹp, sang xịn, thoải mái, quay trong máy giặt dùm cho em Nga. Đấy ạ, các chị nhìn ngắm lanh dùm em nha. Màu siêu đẹp em đang mặc đầu tiên là màu xanh cổ vịt. Chị nào lấy màu xanh cổ vịt thì nhanh tay lên đơn 360.000. Đẹp, sang xịn và chất nhất luôn ạ. Chị Thanh em mai M1 size L xanh cổ vịt ạ. Ok, ok. Em như M1 size L xanh cổ vịt. Ok ạ. Chị Ngọc Yến M1 size M xanh cổ vịt. Chị Duyên Phạm M1 size L xanh cổ vịt và xanh ngọc. Ok ạ. Chị Đinh M1 size M xanh cổ vịt. Chị Đạt M1 màu xanh. Chị Lê Thị Sóng M1 size M xanh cổ vịt. Và chị Phương Thắng Nương M1 xanh cổ vịt ạ. Đẹp xuất sắc các chị ơi. Chị nào mà chưa sở hữu thì các chị nhanh tay nhá, comment hộ em đúng cú pháp. Em Nga cao 1m54, nặng hơn 55 cân. Em đang mặc bộ này là size M. Riêng dòng lanh nhà em Nga các chị không phải nghĩ luôn ạ. Chị nào mà đang kiếm tìm lanh, chị nào mà vùng miền xứ nóng nhá, đặc biệt các chị miền Nam hoặc những chị mà ở những cái vùng miền mà siêu siêu nóng ấy, thì các chị cứ diện lanh cho em Nga. Lanh thì các chị biết rồi, mặc lanh là siêu mát. Nhưng mà đương nhiên không phải lanh nào các chị mặc lên nó cũng đẹp, nó cũng sang. Lanh nhà em Nga mặc vừa đẹp, vừa sang, vừa đẳng cấp, vừa nhã nhặn, vừa gọn người, tôn dáng mà mặc ra cho em không những ở nhà. Đấy ạ, à, mà các chị có thể ra ngoài uống nước, cà phê, ngồi tụ tập bạn bè rất là sang nha các chị nhá, mà nó không bị nhăn nhầu. Lanh này của em Nga nó không nhăn nhầu đây ạ, à, các chị em test cho các chị luôn nha. Các chị nhìn em vò lanh. Bởi vì lanh này nhà em Nga, nếu mà chị nào đã mặc lanh này nhà em Nga nhiều là các chị biết rồi, đúng ạ. Nếu như lanh nó bị nhăn nhầu các chị ạ, vò lên hoặc bóp vào một chút xíu là nó sẽ bị nhầu luôn. Nhưng các chị nhìn hộ em này, đây, các chị ngắm dùm em lanh đây ạ. Lanh của nhà em Nga các chị nhìn dùm em nha. Mặc lên ạ, không sợ nhăn nhầu và không sợ co rút, mặc lên cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Đấy ạ, có co giãn đàn hồi đấy ạ. Đằng sau này, điểm nhấn này, dễ mặc này, mặc lên siêu mát, mặc lên nhẹ nhàng, cực kỳ thanh lịch và rất là thoải mái, nên chị nào lấy chốt đơn. Bây giờ em xin phép được qua màu tiếp theo các chị nhá. Chị nào muốn sở hữu màu xanh cổ vịt như em đang mặc thì comment hộ em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu xanh cổ vịt, kèm theo màu vàng, kèm theo màu đỏ đất hoặc là màu xanh ngọc em chốt đơn nha. Bây giờ em sẽ lên màu tiếp theo. Em lên màu tiếp theo là màu đây ạ. Rồi. Hoàng Kiếm M1 xanh ngọc ạ. Chị Lan Kiều M1N xanh cổ vịt ạ. Em đang mặc là size M nha các chị nhá. Su M1 size M xanh cổ vịt. Em mặc vàng này đi. Màu này siêu xinh. Chị Hoàng Hương M1 chị lấy 3 màu là những màu gì này? Các chị lấy những màu gì cho em rõ màu nhá. Đây. Ôi, em mặc màu này luôn cho các chị, siêu đẹp luôn. Mặc lên cực kỳ rất đây nha các chị nhá. Đây là lớp gấp này, các chị nhìn hộ em nha. Đây là lớp gấp này. Các chị nhìn vậy này, tí em mặc lên này, toàn bộ cái phần gấp này phẳng luôn. Rất là thích luôn ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn dùm em, comment hộ em đúng cái pháp. 360. Chị Nguyễn Hoa một bộ xanh cổ vịt 70 cân. 70 cân. Ừ.
size XL, size của vịt ạ. Chị nào lấy thì cứ comment hộ em được cú pháp là M1. Em đọc lại toàn bộ. Xuất sắc luôn. Chị Phương Mai M1 XL xanh vịt ạ. Chị Nguyễn Hoa M1 XL xanh cổ vịt. Chị Hoàng Thiến M1 xanh ngọc ạ. Chị Nan Kiều M1 xanh cổ vịt ạ. Chị Hoàng. Chị Su Su M1 xanh mờ xanh cổ vịt. Chị Hoàng vừa M1 lấy màu gì ạ? Đẹp quá. Chị Thúy Đinh M1 xanh mờ xanh cổ vịt. Chị Lê Thị Sáu M1 xanh mờ xanh cổ vịt. Chị Đạt Đạt M1 xanh mờ xanh cổ vịt. Chị Duyên Phạm M1 xanh 2XL xanh cổ vịt và xanh xanh ngọc. Chị Thiết Chay M1 2XL xanh màu xanh gì ạ? Chị Phương Thảo Nương M1 size XL xanh cổ vịt. Chị Nguyễn Ngọc Ánh M1 size M xanh cổ vịt ạ. Chị Lê Như M1 size L xanh cổ vịt. Chị Thanh Lê Mai M1 size L xanh cổ vịt. Chị Đỗ Lan M1 2XL xanh cổ vịt và xanh ngọc ạ. Chị Nguyễn Huệ M1 size L xanh cổ vịt. Chị Mua Nguyên M1 XL xanh cổ vịt ạ. Chị Tùng Trang M1 XL xanh cổ vịt. Chị Lê Thị Thúy Kiều M1 XL xanh cổ vịt và xanh ngọc. Chị Như Thị Xỉu M1 XL xanh ngọc và xanh cổ vịt ạ. Đẹp quá các chị ơi. Đây ạ, màu tiếp theo các chị nhá. Màu em đang mặc, đây là sự kết hợp. Màu này em phải gọi là màu đặc biệt. Vì màu này của em Nga nó là sự kết hợp của 3 tông màu, chứ nó không hoàn toàn là một tông màu đơn giản các chị nha. Nó có pha một chút màu đỏ, pha một chút màu nâu và pha một chút màu kiểu màu nâu đất ấy các chị ạ. Đấy ạ. Và khi mà các chị mặc lên nó hơi kiểu ánh kiểu hơi nâu đỏ, đỏ cam ấy. Cái này nó hơi đỏ đỏ cam đất ấy ạ. Đấy ạ, đỏ cam đất các chị nha, nó hơi màu đỏ cam đất. Và những cái tông màu mà khi mà nó phối màu như thế này, các chị mặc lên ạ, vừa sáng da, vừa dễ mặc, không kén người, không kén vóc dáng, không kén người. Đấy ạ, không kén da các chị nhá, dễ mặc vô cùng. Và các chị nhìn hộ em cái thiết kế nên, các chị nhìn cho em Nga, thiết kế nên nó rất là tôn dáng ạ, nhìn cho em này. Đấy ạ, không thấy bụng em Nga đâu. Bình thường em Nga bụng rất là đậm đúng không các chị? Đấy ạ, mặc cái gì lên cũng lộ. Nhưng khi các chị nhìn em đang mặc bộ này, em đang mặc bộ này size M nhá, rất là đẹp, cực kỳ sang với cái thiết kế vạn lệch. Và đặc biệt là với cái điểm nhấn nạm bèo như thế này, nên nó giúp cho cái vòng eo của chị em mình vừa gọn, vừa xinh, vừa dễ mặc và cực kỳ sang. Mặc ở nhà các chị, thực sự là ở nhà này, chị nào mà bán hàng đúng không ạ, hoặc là chị nào mà ở nhà tiếp khách, trời ơi, cũng rất là lịch sự luôn, đẳng cấp và vô cùng tuyệt vời, mát nhẹ nhàng, sang đi chơi uống nước cà phê cho em bộ này rất là đẹp luôn. Đủ size MLXL 2XL thì em sẽ về sau một chút xíu ạ. Nên với mức giá cho em Nga chỉ có giá là 360.000 thôi. Đẹp, sang, xịn, đẳng cấp luôn rồi. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm set bộ lanh có co giãn các chị nha. Lanh này là lanh Thái có co giãn, đã qua xử lý và nó là dòng thiết kế riêng, không phải ở đâu các chị cũng mua được, không phải ở đâu các chị cũng gặp được. Nó là dòng thiết kế riêng cho nên nó rất là độc. Đấy ạ. Những cái gì mà nó là dòng thiết kế riêng, đây ạ, các chị nhìn tang mác này cho em Nga này. Dòng này nó là dòng thiết kế riêng, chính vì thế cho nên không phải lúc nào các chị cũng mua được, không phải ở đâu các chị cũng gặp được. Nếu các chị muốn mua cái set bộ lanh kiểu này của nhà em Nga, chỉ khi nào mà các chị gặp đúng cái tang mác này. Đấy ạ, đúng cái tang mác hãng như thế này thì các chị mới thấy nó đúng là của nó nha các chị nha. Còn các chị nhìn có thể mẫu giống đúng ạ, nhưng mà chắc chắn không phải là cái dòng em Nga đang mặc đâu. Đấy ạ, cho nên chị nào mà lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là M1. Màu em đang mặc nó là màu đỏ cam đất các chị nha. Đỏ cam đất rất là đẹp, cực kỳ sang, rất là dễ mặc và không bị kén da. Đấy ạ, nên form cực kỳ gọn. Em đang mặc bộ này size M có co giãn, đàn hồi, mặc rất là thích, thoải mái, quay trong máy giặt cho em Nga, không bị co rút nha. Các chị cứ lấy đúng size cho em Nga. Tại vì lanh này em bán đến năm nay là mùa thứ 3 em bán lanh này rồi. Nếu chị nào mà theo dõi live nhà em Nga, theo dõi fanpage nhà em Nga, thì em nói thật sự đây là lanh mùa thứ 3 em nói em bán về dòng lanh Thái có co giãn này rồi, không phải em bán năm đầu tiên nữa. Cho nên là các chị cứ yên tâm mà lấy, yên tâm mà mua, giới thiệu bạn bè, mua cho mình, mua cho người thân, mua tặng. Đấy ạ, rất là xịn sò, mua một rồi sẽ nghiện. Và sau này em nói thật sự đấy ạ, vì sao mà khách nhà em Nga là lúc nào khi nhà em Nga chưa lên lanh nhá,
chưa về nanh, lúc nào các chị cũng hỏi bởi vì sao các chị mặc cực kỳ sướng, mặc lên nó nhẹ và nó nền nã nhá. Nanh nhà em Nga các chị nhìn này, thiết kế của nó này sang đẹp, nền nã, nhẹ nhàng và mặc lên rất là trẻ, tôn dáng, gọn eo đấy. Mặc đến đâu là sướng đến đấy, mặc đến đâu là mê đến đấy, mặc đến đâu là nghiền đến đấy các chị ạ. Form của nó cực kỳ đỉnh bởi vì nó là dòng thiết kế riêng chuẩn cho form của người Việt Nam mình luôn, nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn dùng cho em Nga. Comment của em đúng cú pháp là M1, màu em đang mặc là màu đỏ cam đất với mức giá là 360.000. Size M dành cho các chị dưới 55 cân đổ về mặc M, dưới 60 cân mặc L và dưới 65 cân mặc cho em XL, 70 cân mặc cho em bộ này size 2XL nhá. Chị nào muốn sở hữu 2-3 màu thì các chị cứ lên lấy cho em. Đấy ạ, ngoài xanh cổ vịt thì sang cho em cái màu này nữa, đẹp xuất sắc luôn. Chị nào chưa lấy thì cánh tay comment ạ. Chị Đỗ Nam thêm màu nâu đất ạ. Chị phô mai rửa sang size 2XL ạ. Để xuất sắc. Chị Nhung M1L đỏ đất. Chị Hoàng Tuấn M1L xanh vịt. Chị Hường Thanh M1 XL xanh vịt ạ. Chị Hải Yến Yêu M1 XL đỏ đất xanh số điện thoại ạ. Chị Tùng Trang M1 vừa nãy chốt xanh vịt, bây giờ chị lấy thêm xanh ngọc hay là chị đổi màu đấy ạ? Chị Tùng Trang là lấy thêm màu đúng không ạ? Chị nào lấy thêm màu thì ghi hộ em thêm nhá, cho các bạn dễ chốt. Chị nào muốn lấy thêm em đảm bảo chắc chắn là tối nay em về, em về bằng này set, em nói thật sự đến ngày mai chắc chắn là không đủ trả cho các chị. Bởi vì em khẳng định luôn, chị nào không bao giờ, nếu chị nào đã mua lanh nhà em Nga, nếu chị nào mà đã mặc lanh nhà em Nga là nghiện, thì chắc chắn không bao giờ các chị mua một bộ đâu, mà cứ hai bộ, ba bộ. Mà em nói thật, từ buổi chiều em mới up, đúng không? Em mới up có cách đây khoảng tầm mấy tiếng thôi. Nhưng mà khách nhà em Nga không phải khách ngoài trang đâu, mà khách trong trang. Các chị cũng đã đặt hàng, đấy ạ, các chị đã đặt hàng, đặt rất rất là nhiều luôn rồi. Cho nên em nói thật sự là với mẹ tối nay em like ngay đầu like luôn. Nếu chị nào mà đã nhìn em Nga mặc bộ này ngay đầu like, đúng không ạ, lên like này mà các chị bỏ lướt qua, bỏ qua, em khẳng định ngày hôm sau chắc chắn là các chị phải chờ. Khẳng định luôn là các chị sẽ phải chờ lô tiếp theo, em khẳng định. Đấy, nên chị nào mà lấy thì đừng bỏ qua nhá. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Mức giá cho em Nga 360.000. Em bao giá toàn quốc cho các chị luôn. Riêng về dòng lanh Thái nhà em Nga, dòng lanh này nhà em Nga nó là dòng lanh Nhật, Thái Nhật, nên là các chị mặc lên ấy, nó rất là thích, nó co giãn các chị nhá. Đây, nhìn hộ em này, co giãn nhưng nó không, các chị giặt đi ạ, nó không bị co lại đâu các chị nha. Lanh này của em có co giãn nên mặc nó rất là thoải mái, nó mát, nhưng khi các chị giặt đi nó không bị co lanh lại. Nên các chị cứ lấy đúng size như em tư vấn. Có nghĩa là set bộ lanh này em mặc nó như là set bộ lụa hàn ấy, không co, không bị co. Các chị mua lanh ngoài chợ các chị biết rồi đúng không ạ? Lanh ngoài chợ thì thường này, thứ nhất này, nó không co giãn, đúng không ạ? Lanh nó không co giãn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các chị giặt nhiều khi bị co, đúng không ạ? Lên form của nó, thường các chị bao giờ mua lanh cũng phải mua rộng, mua thụng, đúng không ạ? Và thường mặc thụng, và chị em mình thường mặc lanh thì chỉ nghĩ đến mát thôi, chứ không bao giờ cảm giác mặc như em Nga là hoàn toàn có thể đi ra đường được, đúng không ạ? Đi uống nước, đi cà phê được, gặp bạn bè được, tự tin khoe dáng với set bộ lanh, đúng không ạ? Và lanh này của em Nga em phải gọi là các chị có thể làm quà tặng được các chị nhá, bởi vì nó là dòng thiết kế riêng, hàng độc, không phải lúc nào các chị cũng gặp được. Nên chị nào lấy chốt đơn. Màu em đang mặc nó là màu đỏ cam đất đấy ạ. Mức giá cho em 360.000, em chốt đơn thì siêu đẹp. Chị Tùng Trang là lấy thêm màu xanh ngọc ạ. Chị Trình Tâm M1 xanh L đỏ đất ạ. Ok ạ. Vũ Hải M1 XN xanh ngọc và cao đất ạ. Chị Vi Phương Lê M1 L đỏ đất ạ. Chị Thanh Ngọc M1 L đỏ đất. Chị Thanh Hương M1 XN đỏ đất. Chị Yên Bình một bộ xanh ngọc, một bộ đỏ đất ạ. Màu trong túi bóng rồi các chị nhá. Màu chỉ là màu trong túi bóng thôi, mà các chị nhìn màu em trong túi bóng với màu em đang mặc này, nó đẹp ngất ngây luôn. Màu em nói thật sự, các chị nhận hàng ở bên ngoài mặc lên nó lên nã lắm luôn. Nó không bị gọi là đỏ, đỏ sáng, đỏ tươi các chị nhá, mà nó lại là đỏ cam, xong nó lại pha nâu, tức là nâu đất các chị ạ. Cho nên là nó là cái sự mà hài hòa giữa ba gam màu, nên là chị nào mặc lên cho em cũng đẹp. Nó không bị sáng quá, tức là nó không bị đỏ chóe này, đúng không ạ? Nó không bị gọi là nâu tối này. Đấy ạ, mặc nó rất là vừa phải, lền nã mà chị nào cũng mặc được, không kén độ tuổi, không kén màu da, không kén form, siêu 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 đẹp luôn cho em Nga. Mặc lên chỉ có mê, mặc lên chỉ có ưng thôi. Đứng lên ngồi xuống cho em Nga cực kỳ sướng, cực kỳ thoải mái. Mặc bộ này là nghiền. Đấy ạ, và mặc bộ này bảo Nga ơi, chị thật nhiều chị mua lanh nhà em Nga, bởi vì năm nay em bán là năm thứ ba rồi, nhiều chị mua lanh nhà em Nga xong là các chị bảo, nói thật sự là từ khi biết nhà Nga, thật sự là chị mới biết là dòng lanh co giãn là như thế nào, chưa bao giờ chị cảm nhận được cái lanh như này, chưa bao giờ chị mặc được một cái set bộ lanh sướng như nhà em Nga bán. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn, và mức giá nhà em Nga có
360.000 thôi. Nên chị nào lấy ít đơn nha. Bây giờ sẽ mặc qua màu tiếp theo, xanh ngọc. Chị Yên Bình M1 xanh ngọc và đỏ đất ạ. Chị Phương Thị Phương mua M1 xanh mờ đỏ đất ạ. Chị xanh ngọc có 53 cân lấy xanh mờ ạ. Xanh 53 cân mặc mờ cho em thôi chị ơi. 53 cân mặc mờ nha các chị. 53 cân mặc cho em xanh mờ. 53 cân mặc cho em xanh mờ ạ. 53 cân lấy cho em xanh mờ nha các chị nha. M1 xanh mờ đỏ đất ạ. Chị Yên Bình M1 xanh ngọc và đỏ đất. Chị Thanh Hương M1 XL đỏ đất ạ. Chị Toàn Phẩm M1 XL xanh ngọc ạ. Chị Trịnh Tâm M1 xanh mờ đỏ đất ạ. Chị Vũ Hải M1 XL xanh ngọc đỏ đất ạ. Chị Minh Phương Lê M1 xanh mờ màu đỏ đất. Chị Hải Yến Lưu M1 xanh mờ màu đỏ đất. Chị Tùng Trang M1 XL xanh vịt cộng xanh ngọc ạ. Chị Lê Thị Thúy Kiều M1 xanh cổ vịt và xanh ngọc ạ. Chị Lưu Thị Xỉu M1 XL xanh cổ vịt và xanh ngọc. Chị Hoàng Thiếm M1 xanh L màu xanh ngọc. Chị Ngô Nguyên M1 XL màu xanh cổ vịt. Chị Nguyễn Huệ M1 xanh L màu xanh cổ vịt. Chị Lê Như M1 xanh L màu xanh cổ vịt. Chị Ngọc Yến M1 xanh M màu xanh cổ vịt. Chị Phương Thảo Hương M1 XL xanh cổ vịt. Chị Thiết Tranh M1 2XL màu xanh ạ. Chị Thiết Tranh lấy màu xanh gì ạ? Chị Duyên Phạm M1 2XL xanh cổ vịt và xanh ngọc. Chị Hương Thanh M1 xanh L xanh cổ vịt. Chị Hoàng Tuấn M1 xanh L màu xanh cổ vịt. Chị Võ Thị Nhung M1 xanh L màu đỏ đất ạ. Các chị cứ lấy hai màu thay đổi các chị ạ. Em có thật sự chắc chắn là hôm nay mạng của em có vấn đề, cho nên là em khẳng định rất ngày mai chắc chắn có rất nhiều các chị sẽ nuối tiếc khi mà không xem được em live, không xem được em live. Bởi vì thứ nhất là nhiều chị là thứ nhất là bây giờ là em không, gần như là không có thông báo ấy đấy ạ, live nó không có thông báo. Thứ hai là đây này, máy của em này nó cứ đơ như này này, đây các chị ngắm này, máy em nó cứ đơ như này này, đây em có xem được đâu. Bản thân em còn không xem được. Các bạn ấy đều là phải đang vào xem bằng cái ứng dụng đấy các chị ạ, đều bằng phần mềm, chứ còn như của em là nó cứ bị đơ ra, em không xem được luôn. Cho nên là rất nhiều các chị không, rất nhiều các chị là không xem được. Ngày hôm sau xem lại live, trời ơi nó hết hàng, nó hết size, hết số, hết màu, phải đợi chờ. Em nói thật sự là các chị sẽ tiếc ngẩn ngơ. Bởi vì bây giờ những chị nào, bởi vì mẫu này của em Nga là những cái dòng thiết kế đặc riêng các chị nhá, và em vừa về hàng luôn đấy ạ. Từ form, từ chất, từ mọi chi tiết nó đều hoàn hảo đấy ạ. Và các chị nhận hàng ngay và luôn đấy ạ. Đang nắng nóng, hôm nay nóng lắm luôn các chị ạ. Hôm nay nói buồn thực sự luôn là đang ngồi điều hòa, đi ra ngoài có một tí xíu thôi mà nắng không chịu được. Và khi các chị nhận những cái set bộ này của em Nga, em đảm bảo là các chị nhận hàng là ưng, là mê, là nghiền luôn, và cảm giác vô cùng sướng nhá. Nên chị nào lấy thì chốt đơn dùng cho em Nga. Lanh này của em Nga nó là lanh Thái các chị nhá, Thái Nhật đấy các chị ạ. Đấy ạ, nên nó có co giãn và không đã qua xử lý chống nhăn hoàn hảo. Em đang mặc size M này, đẹp xuất sắc luôn. Đấy ạ, cực kỳ sang xị nhá. Chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M1. Màu em đang mặc đó là màu xanh ngọc các chị nhá. Nhưng mà màu xanh ngọc của em nó rất là đẹp, bởi vì nó có điểm nhấn những cái màu hoa, cho nên mặc lên nó rất là xinh. Chị nào lấy xanh chốt đơn cho em xanh ngọc này. Xin chưa các chị. Chị Thu Thi Bay Nguyễn M1 màu đỏ đất ạ. Siêu đẹp luôn, màu nào cũng đẹp. Phải nói mẫu này của nhà em Nga 4 màu không có một điểm gì để chê được cho em Nga. Nên chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn đây ạ. Các chị nhìn lanh dùm em nhá. Đấy ạ, có lanh nào mà như của em không, mặc lên có co giãn đấy ạ. Đứng lên thoải mái, ngồi cho em Nga cực kỳ sướng, tét vô cùng tuyệt vời như thế này. Đấy, nên chị nào muốn sở hữu thì cứ chốt đơn dùm cho em nha. Comment hộ em đúng cú pháp là M1, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao, cân nặng em chốt đơn nha. Màu em đang mặc đây là màu xanh ngọc các chị nhá. Đủ size M, L, XL và 2XL dành cho các chị đến 70 cân đổ về em chốt đơn. 2XL thì em sẽ trả hơi chậm hơn một chút xíu thôi. Nên chị nào muốn đặt 2XL các chị đặt hàng dùm cho em nha. Bởi vì em đang đặt tiếp theo là cái size 2XL rồi, bởi vì mẫu này về nó đẹp quá nên em phải đặt hàng luôn đấy ạ, ngay và luôn, bù luôn cho các chị. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Đấy ạ, nô đầu tiên này em về được tất cả được bao nhiêu nhỉ, em về được tất cả bao nhiêu mà không biết mai có đủ không đấy ạ. Chị Mua Nguyên lấy thêm màu xanh ngọc. Chị Thu Hà Phương nếu 51 cân thì mặc size M ạ. 51 cân mặc cho em size M thôi.
Em về được tổng tất cả là chị Nguyễn Hoa này M1 màu xanh gì ạ? Chị Vũ Yến M1 màu xanh ngọc ạ. 70, 80, 90, hơn 100. Em về được khoảng tầm 130 bộ trước nhá. Em về được 130 bộ trước. Đấy ạ. Nên là không biết là ngày mai có đủ để trả cho các chị không. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy, chị Nguyễn Trung M1 màu xanh ngọc ạ. Xuất sắc luôn. Riêng lanh nhà em Nga, em nói thật sự riêng những cái mẫu lanh nhà em Nga, các chị biết à, lô đầu tiên em về 130 bộ thì các chị biết là những cái dòng tiếp theo em đặt là các chị không, các chị sẽ biết là dòng này của nhà em Nga bán nó như thế nào luôn. Đấy, nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Mà hôm nay mới là đầu mùa nóng thôi các chị nha, bắt đầu mới là nóng thôi. Đấy, và em về đúng thời điểm cho các chị yêu luôn, đúng không ạ? Bắt đầu mới nóng thôi. Đấy ạ, mà các chị đã thấy nó không chịu được thì chắc chắn là những set bộ lanh này các chị mua một kiểu gì cũng quay lại nhà em Nga hỏi: Nga ơi, còn không, còn công, còn màu gì, còn size gì, cho chị thêm bộ nữa, bộ nữa, bộ nữa. Khẳng định chị mặc rồi, mua mặc rồi, đẹp lắm. Đấy ạ, bạn chị hỏi mua, người này hỏi mua, chị mua cho, mua tặng. Bởi vì cái mẫu của em Nga công nhận là mặc đẹp, không mặc giống như ngoài chợ, không mặc kiểu chỉ đi ngủ, không mặc kiểu chỉ ở nhà, mà có thể mặc đi ra ngoài, đi uống nước, đi cà phê, gặp bạn bè. Đấy ạ, đứng lên ngồi xuống thoải mái mà bạn bè còn khen. Đấy ạ, bộ lanh mà tại sao có bộ lanh nó lại đẹp như thế này, nó lại gọn như thế này, nó lại sang như thế này, nó lại lịch sự như thế này. Em khẳng định luôn, chắc chắn là các chị không tìm ở đâu được. Đấy ạ, cho nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn dùng cho em Nga nhá. Comment hộ em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 360.000 em chốt đơn ạ. Đấy ạ, đẹp, sang xịn và chất ngất luôn rồi. Chị nào lấy thì nhanh tay comment dùng cho em Nga. Bây giờ sẽ lên màu cuối cùng nha. Đẹp quá, cái màu xanh cổ vịt này. Thực sự là màu nào cũng đẹp các chị ạ. Mã này cho em 4 màu đều đẹp. 4 màu này em khẳng định là các chị có khi nhiều chị chắc phải sở hữu cả 4 màu mất. Tại vì cái bảng này của em Nga ấy, nó không phải là màu thông thường mà nó xen lẫn những cái màu hoa nhí các chị. Mà cái bản hoa nhí của nó rất là đẹp. Và đặc biệt cái ấn tượng các chị, nếu như chị nào để ý này, thì năm nay em mới có cái thiết kế mà cái thiết kế ấy, tức là cái thiết kế của cái chiếc áo này này, nó làm cho chị em mình nó rất là tôn eo luôn. Chị nào mà mua áo phông của nhà em Nga các chị biết rồi đúng không? Có những cái thiết kế mà nó làm như này, nó làm cho chị em mình mặc lên nó rất là gọn eo, hách eo nha các chị nhá, hách dáng cực kỳ gọn. Đấy ạ, mặc lên không thấy bụng đâu. Bình thường em bụng của em siêu to. Hôm nay em có mặc ghen đâu này, đây này. Hôm nay em không mặc ghen nha, em đang mặc quần bình thường thôi. Đấy, em đang mặc quần bình thường thôi, quần cốt tông bình thường thôi. Mà các chị nhìn hộ em này, đây, em có cần phải gì đâu mà mặc lên rất là gọn luôn. Không hề kiểu vị to, đến đâu điểm đâu ra đến đấy đúng không ạ? Eo bụng ra eo bụng luôn, vòng 1 ra vòng 1 luôn. Đây ạ, nó cảm giác này, lưng vòng 1 này. Đấy ạ, thu gọn vòng 2 này. Đấy ạ, hách dáng nhá, dễ mặc và siêu thoải mái. Đứng lên ngồi xuống cho em Nga cực kỳ tuyệt vời. Mức giá thì siêu đỉnh luôn rồi. Đấy ạ, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. 55 cân mặc size M, 60 cân mặc size 55 cân mặc size M, 60 cân mặc size L, 65 cân mặc XL và 2XL dành cho các chị đến 70 cân em chốt đơn. 4 màu nha các chị nha. Màu xanh em mặc đầu lai này. Đây là xanh này, đây là xanh xanh cổ vịt này, đây là xanh ngọc này. Đấy ạ, màu đỏ cam đất này, màu đỏ cam đất này. Và màu thứ tư bây giờ em sẽ mặc màu vàng là màu cuối cùng nha. Vàng tôn da, sáng da, siêu dễ mặc. Vàng của em Nga nó không bị chóe đâu. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Bây giờ em sẽ mặc màu cuối cùng. Chị nào mà bây giờ nhìn thấy em Nga, em về khoảng tầm hơn 130 bộ đầu tiên với 4 tông màu mà đủ size M, L, XL là các chị biết là không phải ít rồi. Em khẳng định là không phải ít rồi. Nhưng em khẳng định là từ lúc em bắt đến giờ và đến bây giờ em chốt thì liệu ngày hôm sau các chị có nghĩa là các chị còn cảm giác là có thể có được không? Nên là nếu như bây giờ các chị đang nhìn thấy em Nga, đúng không ạ? Đang xem em Nga, nhìn thấy em Nga mặc đúng không ạ? Là ngắm rồi đúng không ạ? Ngắm rồi nha, ngắm mẫu mặc rồi này, nhìn thấy rồi. Tại sao không chốt đúng không ạ? Lên chốt ngay, em nói thật sự chị nào mà không chốt ngay, ngày hôm sau bảo Nga ơi, chị chốt chậm tay rồi hoặc chị mới xem rồi, em khẳng định là lúc đấy hết hàng. Bởi vì nhà em Nga lanh này chưa bao giờ em có dư luôn. Các chị, em bán năm nay là lanh năm thứ 3 về dòng lanh nhưng chưa bao giờ em có dư. Và các chị để ý mà xem ạ, chưa bao giờ, gần như là lanh còn chưa bao giờ em có sale luôn. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment cùng em. Đấy ạ, siêu đẹp luôn. Chỉ có thiếu và thiếu thôi. Chị Nguyễn Thị Mai Phương M1 size L màu xanh ngọc ạ. Chị xem là M1 size L xanh ngọc và vàng. Chị Tùng Lê Thanh M1 2XL xanh ngọc. Chị Kiều Mỹ M1 size M màu xanh ngọc. Chị Hạnh Huyên M1 XL xanh ngọc. Chị Theo Lê Lê M1 size L đỏ đất. Chị Đào Bích M1 size M màu xanh ngọc. Chị Nguyễn Hoa M1 size M là màu xanh gì ạ?
chị Phương Mai đổi từ sang đấy XN màu đỏ đất ạ. Chị Thanh Ngọc đổi sang màu xanh ngọc. Chị Thanh Ngọc 53 cân thì chỉ mặc M, chị có tăng cân không ạ? Em phải bù gấp luôn rồi ạ. Bộ này không có size S ạ. Bộ này của em size M là nhỏ nhất các chị ạ. Nói chung là chị nào người nhỏ thì chấp nhận phải mặc hơi rộng một chút xíu. Bởi vì cái dòng này của em là dòng thiết kế riêng. Nó là cái form size M là em về là size nhỏ nhất rồi. Đấy ạ, chứ em không về size S các chị ạ. Em về size M là size nhỏ nhất nhá. Tại vì nanh này nhiều chị còn mặc đến 2XL mà. Nhiều chị còn thích đến 3XL ấy. Nhưng mà em không về 3XL thôi. Chứ còn thật ra là từ trước đến giờ em mặc là em dòng nanh này nhà em nha. Em nói thật các chị không mua nhanh, nhiều khi em bù ấy. Nhưng các chị biết không, đôi khi ấy, nó còn không có vải các chị ạ. Cái vì cái lanh này, cái chất liệu của cái vải lanh này ấy không phải dễ mua. Hàng này của em Nga nó là hàng thiết kế riêng, cho nên là cái chất liệu vải ạ là người ta phải là chọn lọc các chị nha. Đấy ạ, nhiều khi còn không có vải đấy ạ để có được nên được những cái dòng như thế này. Nên nhiều khi có phải lúc nào các chị cảm giác là nhiều khi có phải dễ dàng lúc nào cũng mua được đâu. Đấy ạ, như những chị nào mua của em Nga lanh các chị biết đúng không, lanh của em bán cách đây như ở năm ngoái năm trước ấy, nhiều chị mua xong đấy ạ, cứ đợi chờ đúng không, xong hết hàng đúng không, hết hàng nhiều khi không bù được, không có hàng. Bởi vì sao, nhiều khi nó không có được cái nguồn cây vải đấy nữa, nên thành ra là không có được cái màu đấy ạ. Nên là không về được những cái dòng như thế này đúng không, nên là lúc đấy các chị tiếc vô cùng. Mà mức giá nhà em Nga riêng về lanh Thái này không phải nghĩ luôn rồi, có co giãn này, mặc thoải mái này, dễ chịu này đấy ạ. Và cái này nó đã qua xử lý chống nhăn nha. Lanh của nhà em Nga đã qua xử lý chống nhăn, cho nên về các chị mặc nó không bị nhăn nhầu như những cái dòng lanh thông thường, lanh chợ đâu. Nên các chị nào lấy thì chốt đơn dùm cho em Nga. Dáng quần của nó là dáng quần baggy, mặc lên cực kỳ thoải mái, dễ chịu, mặc lên như không mặc luôn. Set lanh này em phải khẳng định là chị nào mua về mặc thử cho em Nga đi ạ. Mặc như không mặc luôn nha. Và cực kỳ gọn dáng, hách dáng ạ, cực kỳ yêu. Màu em đang mặc màu cuối cùng, đó là tông màu vàng. Các chị nhìn màu vàng cho em này, đẹp chưa ạ? Trời ơi, mẫu này 4 màu, em phải gọi là xuất sắc đỉnh. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn ạ. Mức giá 360.000 thôi các chị nhá, 360. Đấy ạ, chị nào lấy chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Hằng M1 xanh M màu đỏ đất ạ. Ok ạ. Cùng Lê Thanh vừa lấy chốt màu xanh ngọc, bây giờ chị ghi màu vàng là chị lấy thêm hay là... Chị nào lấy thêm thì ghi chữ thêm hộ em nhá. Em đang mặc xanh M đấy chị Lê Phạm. 55 cân đổ về mặc M, 60 cân mặc L, 65 cân mặc XL và 70 cân mặc cho em size 2XL. Em đang mặc size M, chị Lê Phạm nhá, chị bé bóng màu vàng, ok ạ. Chị Đỗ Hồng Nhung cho mình màu xanh ngọc 65 cân, ok ạ. Chị Đỗ Thị 6M màu xanh ngọc, ok ạ. Chị Nguyễn Hằng M1 màu cam, ok ạ. Màu nâu cam đất đấy ạ, ok ạ. Màu đỏ cam đất, đẹp quá, màu vàng. Em nói thật cả 4 màu, nhưng các chị nhìn hộ em này, cái màu của em đang mặc này, nó lền nã không ạ? Nó không phải là vàng, vàng nhưng mà em gọi nó là vàng thôi. Nhưng cái vàng này của em Nga nhá, nó rất là đẹp. Đây ạ, các chị nhìn hộ em này. Cái vàng này ai cũng mặc đẹp cho em Nga. Và nó không bị mặc lên nó này, tôn da, sáng da. Mặc lên rất là đẹp, trẻ trung, lền nã, nhẹ nhàng và siêu xinh luôn. Hả? Chị Ngọc Anh M1 xanh L màu vàng ạ. Rồi rồi, ok. Đã. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Đây để em dơ cho các chị cái màu, màu vàng, ví dụ như cái màu vàng sáng này. Đây, ví dụ như cái áo này của em Nga, nhiều chị rất là thích. Đây, các chị ngắm hộ em này. Đây, màu vàng sáng, màu của em màu vàng nó như này cơ mà. Các chị nhìn mẫu của em này. Cả một cái set màu của em nó màu vàng, nhưng vàng của nó lền nã như thế này cơ mà. Đây, các chị nhìn hộ em nhá. Đó, nên em nói thật sự là chị nào mà đang kiếm tìm, em gọi nó là màu vàng, nhưng mà cái màu vàng này nó siêu đẹp. Chị nào lấy thì chốt đơn, siêu xinh luôn. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn nha. Đấy ạ, lấy chị 4 bộ 4 màu em nhé. Ok chị Đỗ Lan, em khẳng định là các chị nghiện luôn rồi. Đấy ạ, 4 bộ 4 màu. Em nói thật sự là cái màu này hoa này này, không phải lúc nào các chị cũng gặp được đâu. Cái bộ mà màu em đang mặc là màu hoa ấy, không phải lúc nào các chị cũng gặp được đâu. Đẹp xuất sắc luôn. Ôi mà cái thiết kế của nó em ưng quá các chị ạ. Phải nói là thiết kế siêu đẹp đây ạ. Màu của em đang mặc đây nhá, đẹp. MLXL 2XL 70 cân đổ về em chốt đơn. Chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là em lên đơn nha. Mức giá cho em Nga chỉ có giá 360.000 thôi. Riêng hàng lanh này các chị mặc xong là cứ mê. Đây là màu cuối cùng, bây giờ em chuẩn bị em qua mẫu nhá. Em chuẩn bị lên set lụa dài được chưa các chị ơi? Còn chị nào mà đang mết bộn lanh là các chị cứ nhanh tay comment nha. Chị nào mà chưa sở hữu, chị nào vào sau, hoặc chị nào mà chưa xem được, các chị cứ vào xem lại like, đặt hàng, inbox cho bên em. Còn bây giờ em xin phép được chuyển sang mã 2 được chưa ạ? Em đảm bảo mã 2 lên, đảm bảo các chị cũng nghiện luôn.
Các chị nhìn mã 2 nhà em Nga đây này, em vừa mới up ảnh đúng không ạ? Trong quá trình live stream chắc chắn là nhiều chị đã nhìn thấy cái mã này của em rồi. Bây giờ sẽ mặc lên và like luôn các chị nha. Đấy, chị nào đang kiếm tìm cho em bộ em đang mặc M1 thì có thể xem lại like. Bây giờ em bắt đầu sang xét bộ lụa Hàn. Mà riêng lụa Hàn nhà em Nga thì các chị biết rồi, nổi tiếng. Các chị không biết là vì sao mà ngày hôm nay em up ảnh lụa Hàn mà em phải cho cái chữ shop Nga BM vào đây. Bởi vì em khẳng định khi em lên cái set bộ lụa Hàn này, em up ảnh này, em chắc chắn luôn với các chị là sẽ có rất nhiều fanpage đấy ạ, sẽ lấy hình ảnh của em Nga, sẽ cắt ghép hình ảnh của em Nga. Đây nhá, em nói trước nha, bây giờ em bắt đầu em like đúng không? Kể cả lanh này của nhà em Nga nữa đấy ạ. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều. Nhưng mà lanh này thì không phải nơi nào cũng có thể dễ dàng lấy được. Bởi vì dòng lanh này nó là dòng lanh Thái có co giãn. Dòng này nó dòng thiết kế riêng và chất liệu của nó là chất liệu đặc biệt. Và cái mức giá em dán cho các chị là 360.000 thì các chị biết rồi. Còn nếu như các chị mua những cái dòng lanh mà có hơn 100.000 đúng không? Hơn 100.000 hoặc là nếu đắt nữa là hơn 200.000. Các chị biết dòng lanh đấy rồi, đương nhiên nó không bao giờ giống lanh của nhà em Nga. Và đương nhiên các chị mua gơi khác, các chị về nhận hàng, các chị sẽ cảm nhận được luôn. Nhưng mà riêng lụa Hàn này của nhà em Nga này, em đảm bảo tối nay em like. Đấy ạ, em ám ảnh rồi, hôm nay em phải đánh, em bảo em gái em mới chứ là trời ơi, cái này chị chắc chị phải cho thêm shop, tên shop vào. Bởi vì nếu như họ có cắt ghép hình ảnh của em ra, đấy ạ, đăng trên fanpage. Bởi vì em thấy là các set bộ thể thao của nhà em Nga cũng thế nhá, rất rất nhiều lời ăn cắp ảnh ạ. Thứ nhất ăn cắp ảnh, cắt video của em Nga up trên bếp, họ chạy quảng cáo, họ bán với mức giá rẻ hơn đúng không ạ? Bộ em bán là 500 mấy, người ta bán cho các chị có 299, rất nhiều chị đã bị nhầm rồi. Đấy, có những chị chưa mua của em Nga bao giờ, chỉ xem em Nga like thôi chẳng hạn. Nhưng mà tự dưng lại thấy một cái shop khác nó quảng cáo, nhìn thấy mặt em mà hôm nay cái giá nó rẻ hơn. Thế là nhiều chị lại đặt hàng, nhưng không biết là như thế là không phải nha. Đây các chị mua trực tiếp em này là chuẩn nhất này, đúng không? Em đang like trực tiếp luôn đúng không ạ? Là chuẩn nhất luôn rồi. Còn nếu mà chị nào còn chưa kiểu là like trang fanpage em, khách mới chưa like trang fanpage em thì thích trang fanpage em đi, theo dõi fanpage em đi. Shop tên của em Nga là Nga BM Thời Trang Quảng Châu. Đấy, em có duy nhất một page này thôi, không có, em chưa lập bất kỳ một page thứ hai, các chị lưu ý nha. Đấy ạ, bây giờ em xin phép được lên mã thứ hai, chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Lên luôn cái màu em vừa mặc luôn này, đẹp xuất sắc. Các chị nhìn cái bộ của em thiết kế nha, mặt đằng sau, dòng này của em Nga nó là dòng thiết kế riêng. Đấy ạ, các chị nhìn dùm em mặt đằng sau này, quần này, dáng của nó siêu đẹp luôn. Nên hộ em M2. Em qua mã M1, chị nào muốn sở hữu bộ M1 màu lanh đủ size MLXL 2XL 70 cân thì các chị cứ chụp ảnh màn hình gửi qua inbox hoặc là inbox vào trong trang dùm cho em Nga. Bây giờ em xin phép được lên set nụ Hàn. Đấy ạ, siêu đẹp luôn, màu nào của nhà em Nga. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn dùm cho em Nga. Chị Nguyễn M1 size L màu vàng ạ. Chị Nguyễn Thị Xỉu thêm M1 XL vàng. Chị Mai Hiền M1 size L vàng. Chị Nguyễn Vui M1 đỏ đất. Chị Nguyễn Thuân M1 màu xanh gì ạ. Chị Nguyễn Thị M1 size L màu vàng ạ. Chị Đỗ Lan 4 bầu ạ. Chị Yên Bình đổi sang xanh vịt và màu vàng yêu cầu chuyển khoản ạ. Chị Trần Oanh Oan Trần M1 size L đỏ đất và xanh ngọc ạ. Chị Diên Hoàng M1 màu vàng yêu cầu chuyển khoản. Chị Nguyễn Lành M1 màu vàng size M. Chị Dương Vững M1 size M màu vàng. Chị Nguyễn Mỹ Hiền M1 size N màu vàng. Chị Bùi Hiền M1 XN vàng. Chị Võ Thị Nhung M1 thêm màu vàng size L. Dòng chị Ngọc Yến thêm một bộ màu vàng. Chị Hoàng Huệ Hoàng bảo có nhìn thấy chị không, chị lấy cái mẫu gì thì chị Hoàng Huệ Hoàng comment lại dùm em với ạ. À, em có vừa đọc được thấy chị rồi nhưng mà chị comment lại dùm em, có thể comment trước của chị bị ẩn ấy. Thấy ạ. Em không hề là lượt gì đâu nhá. Đồ của em Nga là không có là lượt gì đâu. Đây này, các chị nhìn luôn này, nếp gấp các thứ em còn nguyên trong túi bóng. Em bung ra đây này, các chị nhìn này, chỗ này là nếp gấp này, nguyên trong túi bóng, gấp ra như thế nào. Em mặc ngay like luôn cho các chị, mà các chị nhìn thấy em mặc like mà không gấp, không có là lượt gì mà nên nó đẹp như thế này. Đây, nguyên trong nếp gấp này, nguyên trong túi bóng, bung ra là mặc luôn. Đấy ạ, không có cần phải là lượt gì, không có nhăn nhầu gì luôn các chị nha. Đây là set lụa Hàn của em Nga. Chị nào muốn lấy bộ lanh có thể vào xem lại trang dùm cho em Nga. Bây giờ còn lại em nên bắt đầu lụa Hàn. Mẫu này em về 4 tông màu thì, và đảm bảo màu nào cũng đẹp. Mình dùm em. Chị Vân Vân M1 xem màu vàng ạ. Chị Kiêu Tiết Thu A M1 hay L vàng. Chị Hoàng Hường M1 thêm màu vàng ạ.
nụ hàn này của em Nga nó là dòng thiết kế riêng và đảm bảo với các chị chất liệu vải nó cũng là vải riêng các chị nhá, khác biệt hoàn toàn với những cái dòng set bộ các chị sẽ mua. Bởi vì cái dòng này của em Nga, chất liệu khi mà các chị nhận về, các chị cảm giác chất liệu cho em Nga nó là chất liệu đặc biệt nhá, chất liệu nụ hàn, nhưng cái lụa hàn thiết kế riêng của nhà em Nga nó khác biệt. Và những cái set bộ này khi mà các chị mua, nếu các chị mua ở đâu đó nha, sau này các chị chắc chắn ạ, khi mà em like xong em biết rất rất nhiều trang, bởi vì thật sự là không phải một trang đâu, em nói thật sự ít nhất là em biết khoảng tầm chục trang, hơn chục trang thường xuyên cắt ảnh những cái set bộ nhà em Nga luôn đấy ạ, chuyên là kiểu bởi vì rất nhiều khách đấy ạ, và gửi không phải một trang đâu mà ít nhất em biết hơn chục trang đấy ạ, chuyên gọi là kiểu chạy quảng cáo các chị, các bạn ấy hay chạy quảng cáo, nhưng mà cứ chạy này, chạy một thời gian đấy ạ, các chị cứ đặt hàng xong người ta bắt đầu chờ, các chị đặt hàng vài ngày bắt đầu người ta đi người ta làm, tức là lúc đấy người ta làm xưởng mà Việt Nam mình mà nó xưởng bắt đầu may, xong bắt đầu các chị nhiều chị cứ bảo tại sao một tuần sau, 10 ngày sau các chị mới nhận được hàng đấy ạ, nên là đấy là những cái lơi, xong rồi giá thì rẻ, xong các chị nhận về nhiều chị bảo không mặc được, không ấy được, và chất liệu khác hoàn toàn nhà em Nga, sờ chất vải khác các chị nhá, chất này của em Nga mặc lên mát lạnh luôn, thứ hai nhẹ, thứ ba không nhăn nhầu, thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga, và thứ tư form chuẩn các chị nhá. Và đảm bảo với các chị nhận hàng là ưng là mê. Và cái dòng này thì nhà em Nga nó là dòng thương hiệu nổi tiếng luôn rồi đấy ạ. Nếu mà những chị nào biết thì nói chung những cái dòng lụa hàn nhà em Nga là nổi tiếng, thường hay lấy hình ảnh của nhà em Nga cắt kép, nên chị nào lấy chốt đơn dùng cho em Nga, comment hộ em đúng cú pháp. Bởi vì rất nhiều người kể cả là những người thân của em cũng bảo tại sao chị cứ thi thoảng đấy ạ, kể cả người quen của em ý, rất nhiều người đấy ạ, kiểu ngày xưa kiểu chơi với nhau, biết nhau xong cứ nhìn mặt em tưởng đặt hàng của em, nhưng không phải, xong về sau bảo ô rõ ràng, tại vì rõ ràng là biết em mà, kể cả là bạn em nhá, biết em nhưng mà không nghĩ là em chỉ có một duy nhất một trang này, tức là đặt ở trang khác, nhưng mà kiểu lâu rồi không liên lạc với nhau ấy, lâu rồi không liên lạc với nhau, vừa rồi 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 em về chơi thì em mới biết là mợ mới kể chuyện ra là có đấy, có người mua ở trên cái trang này, cứ tưởng là mua, tại vì nhìn mặt em lại cứ tưởng là mua của em, nhưng thật ra không phải đấy chị nhá, em có duy nhất một trang thôi, shop Nga BM thời trang Quảng Châu đấy ạ. Em đang mặc bộ này size M các chị nhá, bộ này em đang mặc là size M, hiện tại em đang có đủ size M, L, XL. Em size M này chị nào khoảng tầm, nếu mà các chị nào thích mặc 55-56 cân có thể mặc M được cho em Nga, 60-61 cân mặc cho em size L, 65-66 cân đổ về mặc cho em bộ này size XL nhá. Em chốt đến 66 cân em chốt đơn, em đang mặc bộ này size M đấy ạ. 55-56 cân mặc M, 60-61 cân mặc size L, 65-66 cân mặc cho em XL. Em có 4 tông M đủ size đấy ạ, dành cho các chị đến 66 cân, chốt đơn cho em là M2. Mức giá này em báo giá luôn trước nha, 350.000 em chốt đơn, bao form, bao chất, bao giá cho các chị yêu. Chuẩn lụa hàn, dòng chất liệu lụa thiết kế riêng không đụng hàng, khác hoàn toàn với dòng chất liệu mà các chị có thể mua rẻ hơn nha các chị nha. Đấy ạ, sau này các chị sẽ thấy có rất nhiều hàng nhái rẻ hơn, nhưng chất của nó các chị cứ mua thử đi, mua thử cái chất đấy và mua cái dòng 350.000 này của nhà em Nga về so sánh chất liệu luôn dùm cho em Nga. Và các chị nhớ ạ, chất này nhà em Nga bán 350.000, các chị mua nơi khác không bao giờ có giá này, nên chị nào lấy thì chốt đơn nha, comment hộ em đúng cú pháp, nên đơn dùm cho em Nga là M2 ạ, 4M. Chị Ngọc Anh là chốt M1 size L vàng, em chốt đơn rồi ạ. Rồi ạ, à, em bắt đầu giới thiệu màu của M2 nhé, chị nào lấy M2 chốt đơn. Chị Hoàng hỏi chăm thì nhắn tin vào Messenger giúp em đấy ạ. Chị Hoàng Huệ Hoàng hỏi chăm thì nhắn vào trong Messenger giúp em nha. Màu đầu tiên em đang mặc, em gọi nó là màu nâu này. Màu đầu tiên em đang mặc là màu nâu. Màu thứ hai, màu rêu. Màu thứ hai là màu rêu. Màu nâu và màu rêu các chị nhá. Màu rêu ở ngoài đẹp như tranh luôn. Nếu mà chị nào mà ở ngoài ấy thì chắc chắn là các chị sẽ cứ lựa chọn cho em màu nâu và màu rêu. Em đảm bảo là hai cái màu này sẽ là cái màu cực kỳ hot hit của em Nga này. Đấy ạ, chắc chắn là nhiều chị sẽ cực kỳ mê nâu, rêu. Màu thứ ba của em Nga đó là màu xanh than, màu xanh nhá. Nó là màu xanh, xanh than các chị nhá. Màu thứ tư ai thích trẻ nên cho em cái màu kẻ này nữa. Màu kẻ này rất là tây, kẻ này thì cực kỳ tây và mặc lên siêu trẻ. Em có 4 tông màu. Một này, các chị ghi hộ em là nâu nha. Màu đầu tiên là nâu, màu thứ hai là màu rêu. Màu thứ hai là màu rêu, màu thứ ba là màu xanh và màu thứ tư nó là màu kẻ các chị nhá. 4 màu cho set lụa hàn này. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 350.000 em chốt đơn. Hàng thiết kế đặt riêng không sợ đụng hàng, lên form cực kỳ đỉnh. Mức giá cho em 350.000, chị nào muốn mua
hàng chuẩn, hàng xịn, đúng không ạ? Thì các chị chốt trực tiếp trên live cho em Nga. Nếu các chị nhìn thấy em Nga đấy ạ, à, còn nhiều chị mà ví dụ như mua sau live hoặc các chị xem ở những cái trang khác, cắt ghép khác, thì nói chung là nhiều khi các chị cũng phải chấp nhận một chút xíu nhá. Bởi vì thật ra những cái đấy bọn em cũng không thể nào bọn em có thể nói được. Đấy ạ, à, ví dụ như em cảnh báo ở trên đây rồi, nhưng các chị nhớ dùng cho em Nga. Đấy ạ, à, đấy ạ, à, ngay cả hình ảnh là cái bộ này là em cũng phải đặt tên shop của em Nga luôn rồi đấy. Nên chị nào lấy thì nhớ lưu ý nhá, mua trực tiếp đúng tên shop dùng cho em Nga. 350.000 cho đơn. Chị nào lấy kêu em là M2 ạ. M2 các chị nha, đủ size ML, XL nhìn cho em nha. Nhận hàng ạ, à, các chị để ý này, tăng mát dùng cho em nha này. Các chị nhận hàng để ý cho em nha nha. Đây ạ, à, nhìn hàng cho em nha. Các chị nhìn mát hộ em ạ, à, hàng nhá, cái này của em Nga là lụa hàng. Nhận hàng, kiểm tra hàng cho em này. Các chị đầu tiên nhận hàng này, kiểm tra hàng cho em Nga, nhìn chất liệu đúng tăng mát dùng cho em Nga. Mẫu này của em Nga đầu mùa mặc cực kỳ nhẹ, cái này hoàn toàn các chị mặc ra ngoài. Đấy ạ, à, ở nhà bán hàng các chị làm gì cũng được. Cô giáo ạ, à, đứng ở nhà dạy học sinh cũng nền nã nhẹ nhàng, quá đẹp luôn. Lịch sự các chị nha, lịch sự này, trẻ trung này, nền nã này, đẹp này, dễ mặc này. Và các chị mặc đi đâu cho em Nga, đấy ạ, à, đi ra ngoài, đi chợ, đi đấy ạ, à, đi ngồi bạn bè, đi đâu đấy cho em cũng rất là đẹp và mặc lên rất là sang và cực kỳ thoải mái dùng cho em Nga nhá. Dáng quần Becky, form dáng đẹp cực kỳ sang xinh. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn nhá. Em đang mặc là size M đấy. Cái này 66 cân, thật gì có khi chị nào 67 cân người gọi, có khi mặc được XL đấy. Nên chị nào lấy thì chốt đơn dùng cho em Nga. Form này của em Nga, form này của em Nga mặc em làm form thoải mái nhá. Mẫu này của em Nga là hàng thiết kế riêng, lên em làm form thoải mái, không giống như những nơi khác các chị sẽ thấy ạ. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn. Đẹp quá. Mẫu này đẹp quá các chị ơi. Xinh quá. Chị nào lấy ghi hộ em là M2 ạ. 4 màu, màu nào cũng đẹp, tí em mặc đủ các màu cho các chị xem. Chị nào lấy M1 size M màu vàng, M2 size M màu nâu. Chị Đỗ Hồng Nhung M2 màu nâu. Chị bé Nhị M2 màu nâu. Chị Vũ Hiền M2 size M màu nâu. Chị Đỗ Ngọt M2 size M nâu và khỏe. Chị Hoàng Hường M2 size M nâu. Chị Hoài Hà size M màu rêu. Chị Sen Hoàng em xuất hai bộ M1 rồi ạ. Chị Đỗ Hồng Nhung M2 màu nâu ạ. Đẹp quá các chị ạ, không có một điểm gì để chê luôn rồi. Đây là M2 các chị nhá, chị nào lấy M2 nhanh tay chốt đơn dùm cho em nha. Màu em đang mặc là màu nâu. Màu nào cũng đẹp luôn các chị ạ. À, chờ chút xíu em lên màu rêu nữa. Đẹp ngất ngây luôn. Màu rêu thì các chị nhận ở ngoài các chị sẽ thấy đẹp hơn, là bởi vì màu rêu ấy nó có ánh pha rêu, màu rêu các chị biết rồi. Rêu nó hơi, cái màu nó hơi nhạt nhạt một chút xíu nên nó không ánh được đậm màu như màu nâu. Khi các chị nhìn màu nâu này của em Nga mặc này là các chị nhìn gần như là nhìn thấy rõ nét hơn, đúng không? Nhưng mà màu rêu các chị khi mà các chị nhận ở ngoài các chị sẽ thấy đẹp hơn ở trên live, bởi vì màu rêu ở bên trên live bao giờ các chị cũng nhìn nó hơi nhạt một tí xíu, nhưng mà nhìn bên ngoài lền nã nhẹ nhàng và cực kỳ xinh. Đây chính là cái màu này, đẹp xuất sắc luôn và đảm bảo luôn là ai cũng có thể mặc được cho em Nga nhá. Các chị mua làm quà tặng, tặng cho người thân yêu đấy à, hoặc là những người thân của mình mặc lên rất là xinh. Cái cả một cái set này của em Nga các chị có thể tách cái áo này ra mix đồ cho em với quần jean, hoàn toàn các chị có thể mix cho em với quần jean 70 phân ấy, 70 phân nha. Những quần jean mà ví dụ như ngày hôm qua em bán ấy, các chị có thể mix cho em với quần jean 70 phân, mix cho em với cái áo lụa hàn này cho em Nga. Các chị thích đi đâu cũng được cho em Nga, đúng không? Muôn nơi hộ cho em Nga. Còn nếu mà các không, các chị có thể mặc cả set này cho em Nga, sang vô cùng luôn, đẳng cấp đỉnh cao. Cạp của nó là cạp chun các chị nhá, đẹp xuất sắc. À, mai sẽ trả ảnh các màu. Đấy, hôm nay em mới tạm thời cái màu nâu đã. Đấy, chị nào lấy chút đơn, nhìn hộ em này, form thoải mái này. Đấy, cạp chun nhá các chị nhá. Dòng này của em Nga, dòng thiết kế đặt riêng cho nên từ form, từ chất, mọi chi tiết cho em đều hoàn hảo. Không có một điểm gì để chê mua cho em Nga. 350.000 em chốt đơn ạ. Chất liệu của em nó là hoàn toàn chất khác nha. Ví dụ đây em rơi cho hôm, em cho chị cái mộ hôm trước chị bán có bộ xuông xuông ấy. Em nói luôn nha, bộ này của em Nga là thiết kế riêng. Chị nào mà mua cái bộ này của em Nga rồi, đấy đúng không? Đây, chị nào mà hôm trước mua bộ này của em Nga rồi đúng không? Có 200 mấy thôi. Em dơ cho các chị nhìn về màu nhá, gần như giống nhau nhưng chất hoàn toàn khác nhau các chị nhá. Chị nào phải mua, phải đang mặc giống như em các chị mới so được, nên nhiều khi á các chị mua phải mua nơi tin tưởng. Đấy ạ, vì sao mà em phải nói cho các chị nhá? Đúng ạ, hôm trước các chị nào đã mua bộ này của nhà em Nga, các chị biết chất đã thấy thích rồi đúng không? Các chị nhìn có giống không ạ? Nhìn giống không ạ? Giống đúng không ạ? Nhưng các chị về các chị mặc cái chất này cho em Nga nhá. Chất này của em Nga nó là dòng thiết kế riêng, chất này là chất đỉnh vô cùng luôn. Bởi vì hàng này của em Nga nó là hàng VIP các chị nha. Đấy ạ, dù các chị nhìn nó hơi, đấy ạ, nhìn gần là giống nha, nhưng mà sờ hai chị, các chị cầm về này, đấy ạ, chị nào phải đang như em này, sờ được hai cái này khác nhau hoàn toàn.
Đấy ạ. Nên chị nào lấy nhá, nó có độ khác nhau và độ sang nhá. Chị nào lấy comment của em đúng cú pháp là M1, em chốt đơn M2. Đây ạ. Các chị nhìn cái màu vải này. Đúng không? Các chị nhìn màu vải của em nhá. Cái này này, ánh nâu này, các chị nhìn thấy nâu nhiều hơn này. Mặt bên trong này của em màu vải này, màu vải này này. Các chị nhìn nó sáng hơn đúng không? Đây này, nhìn nó nâu hơn. Đây các chị nhìn mặt bên trong là các chị phát hiện ra luôn này. Các chị biết là hai vải khác nhau đúng không? Nhìn thì tưởng là một nha, nên các chị nhớ đấy, em mà bởi vì em bán hàng từ xưa đến giờ em bán hàng VIP, hàng cao cấp, hàng siêu cấp đúng không ạ? Hàng siêu cấp này, hàng siêu cao cấp, hàng VIP, hàng đắt, hàng cao cấp rồi. Cho nên thường là có cái gì khác nhau là em phải phân biệt cho các chị ngay đúng không ạ? Đấy cho nên các chị mua bên em cực kỳ yên tâm. Đây các em giơ cái này các chị, nếu như em mặc này các chị, đây ạ, giơ này các chị có thấy đúng là gần như là tưởng là hai cái này là cùng một loại vải đúng không ạ? Cùng một loại vải đúng không? Nhưng nếu cùng một loại vải tại sao lại số tiền nó lại khác nhau đúng không ạ? Tại vì chất liệu vải khác nhau các chị nha. Họa tiết tưởng giống nhau nhưng chất liệu vải khác nhau. Chị nào hôm trước mua bộ này của em Nga rồi này, hôm nay mua bộ này này, về lật lên so sánh dùng với em Nga xem có đúng như em Nga nói không nha. Dòng của em là dòng thiết kế riêng, cái mẫu em đang mặc là dòng thiết kế riêng, không sợ đụng hàng, không phải nơi nào cũng có. Đấy ạ. Nên chị nào mà muốn lấy bộ này của em Nga thì chắc chắn là đẳng cấp luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Bây giờ sẽ mặc sang màu dêm. Đủ size MLXL 66 cân ạ. Thậm chí có khi là người nhà chị gọn này có khi 67 cân cũng mặc được. Nếu mà gọn nha các chị nha. 350.000 thôi ạ. Chị Tuấn Thị Phương M2 màu nâu ạ. Chị Thiết Trai M2XL nâu. Chị Phạm Oanh M2CL nâu. Chị Phạm Loan M2XL nâu. Chị Thảo Nguyên Mai M2CL kẻ. Chị Nghệ Đặng M2 màu nâu. Chị Hà Đào M2CL nâu. Chị Thủy Nguyễn M2CM nâu. Chị Hải Dần M2 2XN màu nâu. Bộ M2 giá 350.000 ạ. Đẹp xuất sắc quá chị ạ. Nhà em thì đó là thương hiệu về xếp bộ lụa Hàn rồi, nên các chị cứ yên tâm ạ. Khi mà mua nhà em Nga mà cái set bộ lụa Hàn mà em nói dòng thiết kế riêng ấy, tăng mát mà như em giới thiệu ấy, thì là em là có thương hiệu rồi. Nên các chị cứ yên tâm luôn nhá, không phải suy nghĩ luôn. Đấy ạ. Riêng về dòng mát này của nhà em Nga thì các chị cứ yên tâm để mà mua. Đây ạ. Yên tâm luôn nhá. Vì đây là dòng có thương hiệu của em Nga rồi. Đằng sau của nó này, đằng sau của nó sẽ có cái cài khuy như thế này. Đấy ạ, cài khuy như thế này. Đó, nên là mặc lên rất là thoải mái. Lưu ý nhớ mát dùm em. Xuất sắc luôn nhá. Mi trần M2 màu nâu và rêu ạ. Dùm em này. Đẹp xuất sắc. Màu em đang mặc là màu rêu các chị nha. Nhìn màu rêu cho em Nga. Đây các chị nhìn thấy màu rêu dùm em này. Đúng ạ. Màu rêu các chị thấy nhìn nó có thể nền nã hơn đúng không ạ? Đấy ạ. Cái chất liệu này nó có hơi giãn nhẹ. Đó đúng rồi. Có một chị phát hiện ra rồi đấy ạ. Cái lụa Hàn này của em Nga nó có hơi giãn nhẹ. Hơi giãn nhẹ các chị nha. Lụa Hàn này nó khác biệt với cái lụa Hàn rẻ tiền. Lụa này của em Nga có hơi co giãn nhẹ ạ. Đây các chị nhìn dùm em này, nó có hơi giãn nhẹ này. Các chị nhìn dùm em nha, nó có hơi độ co giãn nhẹ thôi. Chị nào mà cầm hẳn vào đây các chị sẽ cảm nhận được cái độ hơi giãn nhẹ của nó một chút xíu nha các chị nha. Đây, các chị nhìn này, nó có hơi độ giãn nhẹ một chút xíu. Đó, hơi giãn nhẹ một chút xíu, các chị nhìn thấy chưa ạ? Cái lụa Hàn này của em có hơi co giãn nhẹ. Đó, nên chị nào lấy thì chốt đơn, mặc lên nó cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Và chị nào mặc lên cho em cũng mê. Đảm bảo mua lụa Hàn nhà em Nga nó là đỉnh VIP rồi. Nếu mà lụa Hàn dòng thiết kế riêng nha. Đấy ạ, nếu mà dòng lụa Hàn cao cấp em không nói. Dòng lụa Hàn cao cấp thì nói chung là nó là một cái dòng vừa tầm tiền đúng không ạ? Các chị em mình dễ mua, dễ mặc. Nhưng mà dòng lụa Hàn mà dòng thiết kế riêng của nhà em Nga thì nó là đỉnh VIP rồi ạ các chị nhá. Đấy ạ, nó là thương hiệu không phải một năm. Đấy ạ, mà của em Nga là nó có từ năm này qua năm khác, từ khi em bán lụa Hàn đến bây giờ. Đấy ạ, và nó có thương hiệu rồi ạ. Đấy ạ, từ bắt đầu từ gần như là từ bắt đầu của nhà em Nga luôn. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì nhanh tay comment hộ em đúng cú pháp là M1 em chút đơn. Màu em đang mặc là màu rêu các chị nhá. Em đứng gần để các chị ngắm kỹ màu rêu này. Đây, em đứng gần để các chị nhìn rõ màu rêu. Các chị nhìn thấy màu rêu rêu chưa? Rêu thì nó hơi ánh pha nâu, một nâu rêu một chút xíu. Cho nên mặc lên này, nó lền lã này, nó nhẹ nhàng này. Cảm giác lên nó rất là xinh. Nói chung là cực kỳ đỉnh luôn ạ. Đây, các chị ngắm giùm em. Hoàn hảo luôn cho em nhá. Giá có 350.000 thôi. Lụa Hàn có hơi co giãn nhẹ, quần dáng baggy, form dáng thoải mái, dễ mặc.
size M là size em đang mặc dành cho chị nào 56 cân. Đổ về mặc cho em size M 61 cân mặc size L và 66 cân mặc cho em bộ này size XL nhá. Form mặc siêu đẹp, dễ mặc và cực kỳ xinh. Em đang mặc bộ này size M đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn dùm cho em nha. Đấy, áo này xinh này, dễ mặc này, tách rời cho em cũng rất là xinh. Màu em đang mặc là màu rêu. Đấy ạ, chị nào tin em nha. Chị nào có nâu rồi đúng không ạ, thích đổi đi một chút xíu, các chị có thể mặc sang rêu này cho em nha. Lên lá nhẹ nhàng và cực kỳ xinh. Đảm bảo với các chị yêu là em tư vấn về màu, các chị không phải hối tiếc luôn ạ. Đấy ạ, màu nào em nói là đẹp. Màu này các chị chỉ nhìn trên like, các chị cảm giác là nó là màu hơi nhạt một chút xíu thôi, nhưng các chị nhận ở bên ngoài nhiều chị sẽ phải gọi là nức nở về gam màu luôn, nâu và rêu như em nhé. Đấy ạ, đủ size cho các chị lựa chọn nên chị nào lấy chốt đơn M2 hộ em ạ. Rồi bây giờ em chuẩn bị sang màu thứ ba đây. Đấy ạ, để lên cho các chị mã tiếp theo. Thì dương M2 màu nâu, màu yêu của truyền khoản. Chị bé nhị đổi sang màu rêu ạ. Ok ạ. Chị nào lấy thì cứ chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Trời nó đẹp ngất ngây luôn rồi. Bộ này mà chị nào mà không dinh, chị nào mà đang kiếm tìm một set bộ lụa Hàn, đặc biệt là quần dài mà không dinh bộ này của nhà em Nga, thì em nói thật sự là tiếc ngẩn ngơ. Tiếc ngẩn ngơ ạ. Đấy ạ, tiếc ngẩn ngơ. Đấy ạ. Đẹp lắm luôn các chị ạ. Đây, mặc cho em Nga. Đấy ạ, các chị ở nhà đúng không? Ở nhà này, các chị ví dụ như là các chị nào mà ở có cửa hàng này, chị nào giáo viên này đúng không ạ? Đấy ạ, ở nhà này. Trời ơi, em nói thật sự nó quá lền lã luôn, lịch sự này, nhẹ nhàng, tinh tế, lền lã, không có một điểm gì để chê luôn rồi. Đặc biệt quần dài, nhưng chất liệu của em lụa Hàn siêu mát nhỉ. Mặc nhẹ, mát, có co giãn, thoải mái quay trong máy giặt, không sợ bay, không sợ nhão, không sợ xù. Không phải là lượt gì luôn ạ. Lụa Hàn nhà em Nga các chị không phải là lượt gì luôn nhỉ. Nên chị nào mà đã mặc lụa Hàn nhà em Nga thì biết rồi. Em bao form, bao chất, bao giá 350.000 em chốt đơn nhỉ. Màu em đang mặc là màu rêu, đủ size M, L, XL ạ. 350.000 cho em set này. Đấy ạ, chị nào lấy thì những cứ comment hộ em đúng cú pháp ạ. Màu rêu đẹp xuất sắc. Thì toàn phẩm M2 rêu 62 cân. Chị nên thả M2 màu rêu cho M ạ. Ok ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nha. Đẹp quá. Các chị ơi, nắm cho em này, màu rêu này, trong cái bóng này. Siêu xinh luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, chị nào lấy chốt đơn dùm cho em nha. Comment hộ em đúng cú pháp. Bây giờ em chuẩn bị sang màu xanh than nhá. Chị nào lấy thì cứ chốt đơn dùm cho em Nga M1, M2 hoặc M màu. Đấy ạ, chị nào lấy M1 có thể xem lại like dùm em Nga. Chị nào lấy màu lụa Hàn thì sang cho em M2. Đừng bỏ qua. Đấy ạ, không là tiếc ngẩn ngơ các chị nhá. Đảm bảo mẫu này nhà em Nga. Đấy ạ, chị nào mà đang kiếm tìm cho em một set lụa Hàn quần dài mặc siêu thích thì các chị nhìn hộ em này. Chất này, các chị ngắm chất hộ em nha. Ôi nó mê lắm luôn các chị ạ. Nghiện đấy các chị ạ. Riêng lụa Hàn nhà em Nga các chị sẽ thấy cực kỳ nghiện. Và sau tối nay em like, em đảm bảo nhiều chị sẽ bắt đầu sẽ thấy nhiều trang khác nhau sẽ có những cái hình ảnh này. Chị nên thả M2 màu rêu 54 cân ạ. Chị Ninh Bùi M1 chị lấy màu gì ạ? Chị Nguyễn Yên M1 xanh ngọc xanh L. Rồi ạ, đây dùm em nha, đẹp quá. Bộ này siêu đẹp. Các chị cứ lên lấy hai màu thay đổi. Màu em đang mặc màu tiếp theo là màu xanh này. Màu đẹp chưa? Ôi màu đẹp quá. Màu xanh này nhìn thật ra nhìn không bắt mắt các chị ạ. Nhưng mà mặc lên lại cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Xanh của nó kiểu không phải xanh than hẳn đâu các chị ạ. Màu này em, tức là khi mà em mặc lên em nhìn xuống dưới này này thì em mới cảm nhận được. Còn khi mà em nhìn ở bên ngoài ấy thì em thấy màu nâu và màu rêu cực kỳ ấn tượng. Tại vì cái màu này này em nhìn nó hơi kiểu là nhìn nó kiểu màu xanh ấy, màu xanh xanh than than ấy. Đây các chị này. Đấy. Nhưng mà khi mà em mặc xong em nhìn xuống như thế này này, em thấy nó ấn tượng các chị ạ. Đây. Ôi đẹp. Phải nói là màu nào cũng đẹp. Chẳng biết chọn màu nào nữa luôn rồi. Mẫu này em phải khẳng định là bốn màu, màu nào cũng đẹp. Đầu tiên là em cứ nghĩ là cái màu xanh xanh này, nhưng mà khi em mặc lên trên người, đấy ạ, phải mặc lên trên người mới có cảm nhận được đầy đủ rõ rệt các chị nhá. Đấy ạ, nên chị nào mà lấy thì các chị comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Mức giá cho em Nga 350.000 em chốt đơn ạ. Màu em đang mặc là màu xanh, đẹp lắm. Chị nào thích xanh thì chốt đơn xanh này. Xanh nhưng mà kiểu nó như kiểu là xanh xanh đây ạ, xanh như kiểu xanh than ấy, xanh than ấy, xanh than ấy. Nên là kiểu bình thường chị em mình sẽ kiểu hay thích màu đen đúng không?
màu đen đúng không? Và các chị nào mà kiểu thích màu xanh than ấy, tức là đổi tông một chút xíu đen, thì các chị sang có thể xanh than này cho em nha. Đấy, nâu thì nó rất là tây rồi, nâu rất là tây, rêu thì lạ, còn xanh than thì kiểu là nhiều chị yêu là có đen nhiều rồi. Các chị sang xanh than này cho em nha, đẹp xuất sắc luôn cho em Nga nhá. Đấy, đẹp chưa các chị ơi? Nó gần như kiểu xanh đen ý, nhưng mà nó là xanh than nên màu của nó lên nó rất là đẹp. Ôi, nhìn xinh quá. Nhìn cảm giác cái quần này này, em nói thật sự cái quần này cảm giác nếu mà nhìn á, nếu mà đây là như em nhìn này, màu xanh này này, cảm giác như kiểu quần mặc đi làm được ấy các chị ạ. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Nó là lụa thôi nha các chị nha, lụa Hàn, nhưng mà form lên này như quần Âu, như quần phong Âu luôn, có thể mặc đi chơi đi làm được cho em Nga. Đó, rất là xinh luôn. Cạp đó là cạp chun. Ồ, đẹp xuất sắc. Chị Võ Phượng M2 màu rêu. Chị nếp thắng M2 xanh than thì đổi màu ạ. Ôi xanh đẹp quá các chị ạ. Chị nào lấy thì cứ comment của em, các chị lên lấy hai màu thay đổi. Mẫu này em khẳng định các chị lên lấy hai màu thay đổi nha các chị nhá. Đảm bảo luôn ạ, đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Ôi, nhìn cái màu xanh than này, cái quần nó như kiểu cảm giác cái kiểu quần Âu các chị ạ. Như kiểu quần Âu kẻ ấy. Nhìn xinh lắm, em nhìn này, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy chốt đơn dùng cho em ạ. Thiết kế của nó như quần phang Âu luôn. Đấy, chỉ mỗi tội quần là cặp chun như thế này, nhưng mà mặc cặp chun thì chị em mình mặc nó mới thoải mái dễ chịu đấy ạ, nên cực kỳ sang xinh. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. M2 dùng cho em nha, comment hộ em đúng cú pháp. Mẫu này thì chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp. Mẫu này đảm bảo chị nào muốn lấy thì nhanh tay chốt đơn, bởi vì mẫu này thì em về số lượng cũng tương đối, nhưng mà khẳng định chắc chắn là mẫu này là các chị sẽ nhiều, chị sẽ phải đợi chờ bù nữa này, em khẳng định luôn, bởi vì cái dòng này nó là dòng quần dài đấy ạ, dễ mặc luôn ạ, cực kỳ sang xinh. Mức giá cho em Nga chỉ có giá 350.000 thôi nhá. Cả set nội hàng của nhà em Nga còn rẻ hơn cả set lanh, các chị thấy không ạ? Đẹp xuất sắc luôn. Cho nên các chị biết là lanh của nhà em Nga không phải lanh thường đâu, lanh mã M1 của em Nga ấy. Hàng lanh của em Nga là lanh ngố nhá. Đúng không các chị thấy không? Giá còn đắt hơn cả một cái set lụa Hàn cao cấp nhà em Nga thiết kế riêng này đúng không ạ? Mà là quần dài. Nên các chị biết rồi, nanh nhà em Nga không phải nanh thường đâu. Nanh này nhà em Nga là không phải dễ nơi nào cũng mua được. Còn chị nào mà lấy lụa Hàn thì nên cho em mẫu này. Đẹp quá, mẫu này quá xinh luôn ạ. Không đụng hàng nhá, không có trong tủ đâu. Riêng dòng này nhà em Nga, các chị nào là lấy nanh, lấy lụa Hàn nhà em Nga là năm nay mẫu này mới ra đấy, 2023. Thiết kế này, các chị mặc này, áo vừa phải nhá, hoàn toàn mặc áo này độc lập cho em Nga được. Cái này nói thật sự là em mặc với quần jean, em mặc với cái quần jean chắc chắn là nó sẽ ra hẳn một set luôn cho em Nga luôn ấy. Đây, để em ngắm xem là có cái quần jean nào. Các chị mà mix với quần jean cho em Nga nhá, em nói thật sự là các chị sẽ nhìn nó ra hẳn luôn, là tưởng nó như là quần đi chơi à, mặc cả một set luôn ấy ạ. Xuất sắc. Đây, chất xanh M2 màu xanh than. Chị Nguyễn, chị Phương Mai M2 XL màu reo. Chị Nguyễn Yên là đổi sang màu vàng đúng không ạ? Này, các chị nhìn hộ em nhá. Em mặc với quần, các chị mặc với quần jean lên cho em Nga. Nếu bình thường các chị mua một cái áo lụa Hàn này của nhà em Nga để mặc mix với quần jean, mix với quần Âu đúng không ạ? Mà các chị mua một cái áo lụa Hàn này là bao nhiêu? Em khẳng định các chị mua ít nhất là tầm khoảng 280-300.000 một cái áo. Chắc chắn các chị mua khoảng 280-300.000, đấy là còn rẻ ạ. Còn nhiều cái áo mà các chị mua cái áo lụa Hàn này ạ, phải tầm 350-380 đúng không các chị? Chị nào mà mua hay mua áo lụa mà các chị nếu mà chị nào mua hay áo lụa là các chị mà cứ nhớ giá cho em Nga mà xem. Đương nhiên giá này, bộ này của em Nga thì là em làm giá tốt cho các chị rồi nên mới có mức giá này. Nhưng đấy là em đang so sánh cho các chị nha. Một cái áo của em Nga hoàn toàn các chị có thể biến thành một cái áo độc lập, mix phối đồ được cho em Nga đúng không ạ? Mặc đi chơi được, mặc đi làm được cho em đúng không ạ? Mix với các kiểu lên cho em Nga. Mà các chị mua cả, mà các chị gần như là thì các chị mua 350.000 không khác gì mua áo được tặng quần đấy các chị ạ. Mua áo được tặng quần, đủ size ML XL 66 cân đổ về em chốt đơn đúng không ạ? Đây các chị ngắm dùm em nha. Đây, chị Dung Nguyễn M2 màu nâu ạ. Chị Tuấn Ngọc M2 đến màu gì ạ? Chị Thanh Phùng M2 XL xanh than ạ. Đây, em thử nhá, em thử tách cái áo này với mặc cái áo màu xanh than này cho các chị nhá, đồ đẹp quá. Chị Thanh Nguyễn 58 cân thì mặc vừa size L ạ. Bộ lửng M1 có giá 360.000 ạ. Bán bộ này, sang quần tí xíu này. Đây. Ôi. Đây ạ. Các chị mặc cho em như thế này. Rồi. Có đẹp không các chị?
áo này của em này, đây các chị ngắm luôn cho em này, có trẻ không ạ, mặc thoải mái không ạ, cực kỳ sang xinh nha, các chị thích các chị có thể dấn sơ vin tùy hộ em đây, biến cho em nó thành một chiếc áo độc lập, mix với lại các quần như thế này cho em ra đi chơi đi đâu đấy, đi du lịch cho em vừa thoải mái vừa dễ chịu vừa xinh đấy ạ. Chị nào mà người nhỏ một chút xíu đấy, các chị thích các chị có thể zip eo vào cho em thêm một tí xíu đó, đẹp chưa đấy. Ví dụ như những chị nào này, ôi đẹp xuất sắc luôn, không có một điểm gì để chê luôn cho em nha. Đây áo biến thành một chiếc áo độc lập, mà một cái áo độc lập này các chị mua nó ở bao nhiêu tiền này, đẹp chưa các chị đó. Còn chị nào thích quần của nhà em Nga nhá, có thể mix cho em với cái quần như thế này đấy ạ. Quần em đang mặc nó là quần jean, các chị có thể lên cho em mẫu quần jean này, mẫu này của em Nga là mẫu mới em chưa lên này đấy ạ. Quần này lên hộ em là quần M3 nhá các chị nhá, quần jean này là quần 70 phân mẫu mới nhất. Quần em có 26, 27, 28, 29 và size 30, dành cho các chị đến 75, 76 cân đổ về em chốt đơn. Quần này của nhà em Nga có giá là 580.000 cho M3. Đấy ạ, bản cạp của nó đây, tất cả của nó chất liệu đều là chất liệu chun. Đấy ạ, chất liệu chun nhá. Form lên mặc lên rất là gọn dáng, cực kỳ sang xinh, mặc lên nhỏ gọn, siêu đẹp, cực kỳ sang luôn. Ui, đẹp quá. Chị nào lấy thì có thể chốt đơn quần dùng cho em Nga, mức giá là 580.000. Siêu đẹp luôn cho em Nga rồi. Quần là M3 nha. Còn áo em đang mặc nó là cả một cái set bộ lụa Hàn. Đấy, em thử mix thử cách cho các chị để các chị cảm nhận rằng mua một cái set bộ lụa Hàn của em Nga, nhưng chất liệu vải của nó là chất liệu vải cao cấp. Hàng cái dòng này của em Nga là thiết kế riêng, cho nên chất vải của các chị sẽ nhận nó khác hẳn hoàn toàn so với các nơi chị các chị mua. Và cái này hoàn toàn các chị có thể mua đấy ạ. Các chị tách nó ra độc lập thành một cái áo mix với quần jean, sơ vin, mặc đi chơi đi làm hoặc buông cho em được. Còn nếu không các chị mặc ở nhà thì có thể mix cả cây cho em Nga đều rất là xinh nhá. Set bộ lụa Hàn là M2, em có 4 tông màu đấy các chị ạ. Nâu, rêu, đúng không ạ? Nâu này, rêu này, nâu này, rêu này, em đang mặc là xanh than và màu kẻ ạ. 350.000 cho M2, còn quần em đang mặc là M3. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 580.000 nha các chị nhá. Quần của em đang mặc là M3 580, tí nữa quần này em tính sau. Đó, chị nào lấy thì chốt đơn, đẹp chưa các chị? Đấy, siêu xinh nhá, quá đẹp, quá sang, quá xinh. Rồi bây giờ em chuẩn bị sang mã tiếp, màu tiếp cuối cùng. Màu này là màu độc này. Màu này là màu ít gặp trong mùa Hàn này. Đây, các chị ngắm giùm em màu này siêu trẻ. Chị nào thích trẻ nhá, thích trẻ, thích tây, sang cho em màu cuối cùng của M2. Chị nào lấy thì cứ chốt đơn hộ em là M2. Mức giá cho em Nga chỉ có giá 350.000. Thật sự tối nay mà chị nào mà không dinh được cho em Nga M1 với M2, ngày hôm sau các chị đặt hàng các chị bảo Nga ơi, chị không có, chị cho có, chị có được hàng không, có chốt được không, hoặc các chị có size của chị không. Em nói thật sự là các chị tiếc ngẩn ngơ, tại vì những dòng này nhà em Nga em khẳng định với các chị đấy ạ. Nên chị nào mà lấy chốt đơn, đây là em còn lên cùng một like cho các chị đấy, chứ còn lên đầu like là các chị. M2 có 4 màu là màu rêu, màu nâu, màu xanh than và màu kẻ ạ. Đây là màu cuối cùng, màu kẻ. Chị nào thích tây, thích sang, thích lạ, thích trẻ đấy ạ, thích độc, không đụng hàng. Màu này em khẳng định là màu độc, không đụng hàng luôn. Màu này kể cả là người ta cũng muốn nhái cũng khó. Màu này màu rất hiếm. Chị nào lấy thì chốt đơn dùng cho em Nga. Comment gồm em đúng cú pháp là em chốt đơn. Mức giá cho em Nga 350.000. Xét bộ em đang mặc nhá, bộ em đang mặc có mức giá là 350.000. Chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M2 kèm theo màu. Đã, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. Đây, siêu đẹp luôn. Xét này bình thường các chị mua ở nơi khác, em nói thật sự các chị cũng mua rẻ rẻ. Đấy, cũng phải là đầu 4 á. Đầu 4 mấy á. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment dùm em. Siêu đẹp, màu này đẹp quá. Đấy, màu này. À, để mai em sẽ trả ảnh cho các chị. Đây ạ, các chị nhìn màu nâu này, à, màu kẻ nâu của em này, tây chưa? 350.000 dáng quần Becky form siêu đẹp. Đấy ạ, dễ mặc và rất là tây, mặc lên rất là trẻ, nhẹ nhàng, tinh tế và đẳng cấp. Mà giá thì cực kỳ tuyệt vời. Đây các chị nhìn gần hộ em. Màu em đứng gần này, các chị ngắm dùm em nha. Màu nâu đứng gần đây ạ.
350.000 cho em set này. Mã hộ em là M2. Siêu đẹp, siêu đỉnh và cực kỳ mê. Chị nào đang muốn kiếm tiền cho em một cái set bộ lụa Hàn cao cấp, có hơi co giãn nhẹ các chị nhá. Lụa này của em Nga có hơi giãn nhẹ, giá quần baggy dài 90 phân. Đấy ạ, form dễ mặc, thoải mái, mặc ở nhà ra ngoài đi đâu cũng được, lền nã nhẹ nhàng và siêu sang. Đủ size ML, XL. Đấy ạ, mã là M2 với mức giá 350.000 thì comment hộ em đúng cú pháp là M2, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Chị... Rồi bây giờ em xin phép được mã tiếp theo của M3. Chị Ngọc Anh em chốt M1 size L màu vàng cho chị rồi ạ. Chị Duy Bảo, Duy Bảo M2 màu kẻ nâu, đúng không ạ? Rồi ạ, ok ạ, kẻ nâu ạ. À, Nga có thấy chị không? Đây, bây giờ em có thấy chị Ngọc Anh đây. Chị Ngọc Anh lấy gì thì inbox lại cho em Nga nhá. Chốt M1 size L màu vàng cho chị rồi. Ok, chị Ngọc Anh em chốt M1 size L và size L màu vàng cho chị rồi ạ. Chị Nguyễn Oanh ơi, 47 cân. 47 cân chị cao bao nhiêu ạ? Nếu mà 47 cân thì chắc là set bộ này chị mặc nó hơi rộng một tí xíu. Bộ này những chị nào mà người nhỏ một chút xíu nhá. Bộ này những chị nào mà khoảng tầm dưới 48 cân ấy. Nói chung là bộ này này những chị nào mà người nhỏ một chút xíu mà các chị muốn về mà các chị thích bộ của em Nga, bởi vì thật ra nếu các chị muốn mua bộ xịn ấy, thật ra là nếu như các chị mua ở những cái nơi khác ấy, em đảm bảo với các chị là có thể các chị sẽ thấy là có sai các chị, bởi vì lúc đấy người ta mới sản xuất cho các chị. Đấy ạ, bởi vì sao? Đấy ạ, các chị đặt đến đâu là người ta làm đấy, tại vì như kiểu là người ta may ấy, người ta may ấy. Còn như của em là dòng thiết kế riêng nó khác hẳn. Đấy ạ, và những cái dòng này thì em chỉ có về size M, size L, size XL form chuẩn thôi. Đấy, em không có về size nhỏ hơn, size S. Nên những chị nào mà 47 cân ấy, thì nhiều khách của nhà em Nga là các chị 45-46 cân. Nhưng mà các chị rất là thích những cái đồ nhà em Nga, bởi vì đồ nhà em Nga là không đụng hàng, độc, sang, lạ, khác biệt, không đụng hàng. Thì nhiều chị là hay mua về và hay có những cái kiểu người thợ ấy, người thợ kiểu là quen của mình ấy, quen luôn luôn sửa đồ cho mình. Thì các chị về, các chị có thể thích thì các chị sửa vào một chút xíu, bóp vào một chút xíu. Đấy ạ, cho em Nga thì các chị sẽ mặc nó đẹp nhá. Còn nếu mà 47 cân thì chắc chắn các chị mặc bộ này nó sẽ hơi rộng đấy. 47 cân thì nếu mà đúng ra em có size S thì các chị mặc nó sẽ ok hơn. Đấy ạ, nhưng mà em rất tiếc bộ này em không có size S. Hiện tại em đang có size M, size L, size XL thôi. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn, comment cho em cũng phát ạ. Chị Đỗ Thị Đào M2 size N màu nâu. Chị Mai Đỗ M2 màu xanh than. Chị Thiết Tranh đổi màu xanh than sang màu kẻ ạ. Các chị nhìn để chị Nguyễn Hoa chốt M3 ạ. Để chưa, các chị đây nhá, các chị nhìn cho em nhá. Màu này em đứng sau này. Đẹp chưa? Cùng đổi sang màu kẻ ạ. Quá đẹp luôn các chị ạ. Này, tây này. Ôi, không có một điểm gì chê luôn cho em Nga này. Ôi, đẹp quá các chị ạ. M2 các chị nha. Các chị còn muốn thích em lên bộ nữa không ạ? Các chị còn muốn ngắm một mã bộ nữa không ạ? Cũng dòng thiết kế riêng không ạ? Hay là bắt đầu các chị sang quần jean, quần short ạ? Bởi vì hôm nay em về rất là nhiều mẫu. Đấy ạ, để em lên cho các chị thêm một mã quần short nhá. Em lên cái quần M3, tí nữa quay về cho các chị một mã bộ nhá. Nên em cho em lên một cái mã áo lụa tơ và quần jean M3 được không các chị? Chị Hải Yến yêu M2 màu kẻ. Rồi ạ. Rồi cho em xin phép được lên mã này. Áo tơ mix với quần jean M3 đi. Các chị nào thích bộ nữa chờ tí chút xíu em sẽ lên cho các chị thêm một mã bộ nữa nếu còn thời gian. Lên cho em nhỉ. Ui, đây các chị ngắm dùm em nha. Mẫu này của em Nga về size M, size L, nó là dòng lụa tơ. Dòng này thì cho những chị nào mà thích form thoải mái, dễ mặc thì cực kỳ xinh thì lên đơn cho em Nga. Đây, nên dùm cho em mã tiếp theo. Rồi ạ. Nên em nên thay đổi phong cách nhé. Còn các chị nào thích bộ thì chờ em tí xíu, tí nữa em quay về bộ. Chờ em chút xíu, tí em quay về bộ ạ. Rồi ạ, à, lên mẫu tiếp theo cho em Nga. Đây. Đẹp sang xịn này.
đấy ạ. Cứ nhà em Nga là các chị yên tâm về chất lượng luôn. Cứ bung trong túi này, bung trong túi ra là mặc lên luôn. Đây, áo dùm em, áo tơ các chị nhá. Thì nên form dùm em Nga. Các chị có thể mix cho em quần jean, quần short, quần lỡ ạ. Các kiểu cho em Nga. Đấy ạ, đều rất là sang xinh. Đấy ạ, siêu đẹp. Màu này đẹp quá, cái màu tím này. Form thoải mái, dễ mặc nha các chị nha. Form này form rộng các chị ạ. ML, form suông, thoải mái, dễ mặc. Tơ, ủa đẹp quá. Màu này chắc chắn nhiều chị thích. Cái này có khi em mix với quần short cũng xinh đấy các chị ạ. Thì như có mẫu quần short mới nào về nhà chờ em chút xíu. Thì em mix với quần short cũng xinh các chị nha. Ủa đẹp quá. Cái mẫu này em khẳng định là mix với quần short cũng đẳng cấp luôn. Để em tính xem này. Xuất sắc luôn ấy. Em đang mặc với quần lỡ này. Mix cho em với quần short cũng đẹp. Wow, đẹp quá, tí nữa em mix với quần short này các chị. Rồi, mẫu áo này nên quần cho em Nga lên hộ em là M3 nha các chị nha. Quần em đang mặc là M3, áo em đang mặc sẽ là M4 dùm em Nga. Đẹp quá, toàn mẫu mới siêu đẹp. Chất tơ mát đằng sau này, các chị nhìn hộ em cái tà này. Áo này, màu này, màu em đang mặc là màu tím. Em có tất cả 6 màu cho mẫu này. Em có này, màu tím này, màu xanh cổ vịt này các chị ơi. Màu tím này, xanh này, tím nha các chị nha. Tím này, xanh cổ vịt này. Đẹp quá. Áo này dáng áo suông suông, dễ mặc. Cho những nào chị nào thích phong cách thoải mái các chị ạ. Màu tím này, màu xanh này, xanh này. Ôi, xanh cổ vịt này các chị ơi, xanh nha. Tím này, cam này. Màu cam này. Màu cam này. Màu cam này. Đẹp chưa? Ôi, màu nào cũng đẹp các chị ạ. Các chị nhìn, các chị phải nhợ, sờ về, cầm sờ cái chất liệu cho em này. Các chị sờ cái chất liệu ạ, nó vân vân này. Ủa đẹp lắm các chị ạ, nó sờ, các chị phải về nhận hàng sờ cái chất liệu cho em nha. Nó vân vân như thế này, cam này, màu thứ ba là cam này. Màu thứ tư là xanh cây này. Ủa, màu đen này, 6 màu các chị ạ, màu nào cũng đẹp, 7 màu. Em có tất cả 7 màu cơ ạ, lên hộ em nha. Quần là M3, áo M4, chờ em chút xíu. Cái màu của nó đẹp quá, đây là các chị ơi nhìn này. Ôi cái vải tơ này em khẳng định với các chị nè. Tơ này của em Nga sờ đến đâu là biết đến đấy các chị nhá. Đẳng cấp, xịn xịn tơ này. Đẹp lắm luôn các chị ạ. Đặc biệt luôn ý ạ, chất của nó siêu đẹp các chị ơi. Nên hộ em là mã M, bộ nhà em Nga bộ nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị Bích Kiều. Nên hộ em áo là M4, quần là M3. Quần đủ size 26, 27, 28, 29, 30, 75, 76 cân đổ về em chốt đơn. Áo lên đơn hộ em là M4 ạ. M4 em có size M và size L. ML dành cho các chị đến khoảng tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. 65 cân đổ về em chốt bao vừa cho các chị yêu áo em đang mặc. Nó là chất tơ cao cấp nha, bản VIP luôn. Cách phối cực kỳ sang xinh. Em đang mặc áo này là size M. Size M này chị nào khoảng tầm 58-59 cân đổ về mặc M dùm em nha. Chị nào 59 cân đổ về mặc M, chị nào 60-64-65 cân đổ về mặc size L dùm cho em nha. Mức giá cho em áo em đang mặc chỉ có mức giá này 380.000 thôi nha các chị nha. Một phiên bản áo tơ siêu đẳng cấp, cực kỳ đẹp, dễ mặc đấy ạ. Mặc buông, mặc suông, mặc mix đồ cho em nha. Mặc đi chơi, mặc đi làm cho em đều rất là xinh. Cái này các chị có thể mặc với chân váy các kiểu được cho em Nga nhá. Đều rất là đẹp, sơ vin hay không sơ vin mặc buông cho em Nga. Chị nào mà đậm đậm người ấy mà đang kiếm tìm cho em một cái áo tơ mà mặc rất là mát thì chắc chắn không thể bỏ qua mẫu này. Đấy ạ, nhiều chị yêu hỏi em Nga là Nga ơi có về dòng tơ nào cho những chị đậm người không? Form cho các chị đậm người không thì đây. Form cho những chị nào vừa người vừa phải người đậm người thì các chị đừng bỏ qua cho em mẫu tơ này. Siêu dễ mặc và mặc lên cực kỳ đẹp luôn mà lại siêu sang luôn, mặc lên đẳng cấp luôn các chị nha. Đấy ạ, với mức giá chỉ có giá là 380.000 cho em Nga. Áo em đâu mà, áo em đang mặc là M4 380.000, quần em đang mặc là M3 mức giá là 580.000. Em có 7 màu cho các chị lựa chọn ạ. Em có màu đen, màu trắng, màu vàng, màu xanh cây, màu cam, màu xanh cổ vịt và màu em đang mặc là màu tím nha các chị nha. Áo là M4 380.000. Chị nào lấy áo thì nhanh tay chốt đơn cho em áo. Trời ơi đẹp quá. Áo này màu nào cũng đẹp, em chẳng biết là phải, em chẳng biết phải như thế nào luôn. Đẹp quá các chị ạ. Ôi sờ cái chất của nó, em nói thật sự là mát lịn tin, sờ đến đâu mát lạnh đến đấy các chị ạ. Cái tơ này nó VIP đỉnh luôn. Phải nói là VIP đỉnh luôn. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì nên hộ em là M4. Đấy ạ, M4 các chị nhá, áo này đẹp quá.
Em nói thật sự, chị nào mà mua áo này về mặc một cái kiểu gì cũng phải mua cái thứ hai. Tại vì á, các chị nhìn hộ em nhá, cái này này, nhìn hộ em là cái tơ này của em nha. Các chị nhìn này, bản chất của nó này, đấy ạ, nó là đây là những cái đường vần của nó nhá các chị nha, không phải đường nhăn. Nên là các chị không cần phải sợ nhăn nhầu các chị nha. Đây là những cái, các chị về các chị nhìn đây ạ, đây là những cái vân của nó này, những cái vân ạ, những cái thiết kế vân của nó đây này, những cái thiết kế vân này, vân này rất là đẹp luôn ạ, kiểu vân nha các chị nhá. Lên nó không, các chị về mặc không cần phải là lượt gì, không sợ nhăn nhầu, em bung trong túi luôn, mặc luôn như thế này. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Comment hộ em đúng cú pháp là M4 kèm theo màu, kèm theo size, không cần phải sơ vin. Chị nào càng người đặt, nếu mà thời tiết nắng nóng đang kiếm tìm cho em một cái áo đẹp chất liệu tơ, mặc mát nhẹ tênh siêu đỉnh thì không thể bỏ qua cho em mẫu này. Em phải khẳng định luôn, 380.000, đẹp sang xịn và chất ngất luôn các chị nhá. Siêu đẹp luôn các chị ạ. Mà mức giá cho em nha, chỉ có mức giá là 380.000 thôi. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang, màu nào cũng đẳng cấp luôn ạ. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang, màu nào cũng đẳng cấp. Wow, nhắm cho em nha này. Màu trắng này, màu trắng này, màu nào cũng đẹp. Em phải gấp vào như thế này luôn. Xinh quá, màu nào cũng xinh. Vàng này các chị ơi, nhìn dùm em nhá, tông vàng này. Đẹp quá các chị ạ, màu của nó đẹp quá. Màu nào cũng xinh ạ. Mức giá cho em M4 380 65 cân đủ em chốt đơn. Chị nào mà đang kiếm tìm cứ chốt đơn. Chị Nguyễn Dương M2 kẻ nâu số 5 cân ạ. Ok ạ. Kẻ nâu là kẻ to hay là nâu bé? Kẻ. Chị Đỗ Hương M2 kẻ nâu XL. Chị nào mà lấy kẻ thì ghi là kẻ nhá. Cái này của em Na là màu nâu này. Cái màu mà em vừa cân thay ra nó là màu kẻ, là cái mẫu này nhá các chị nhá. Đây là kẻ nhá các chị nhá. Đây ạ. Đây là kẻ. Ai thích kẻ thì ghi hộ em là kẻ nhá. Đó, còn đây là màu nâu. Đây là nâu này, đây là màu nâu. Còn đây ai thích kẻ thì ghi hộ em là kẻ nhá. Các chị nói kẻ nâu là em cứ lấy kẻ nâu là đây nhá. Đây là kẻ nâu. Đã, cho nó khỏi bị nhầm lẫn nhá. Đã, kẻ nâu cho khỏi nhầm lẫn á. Rồi, áo chị, áo là M4, chị nào lấy áo M4 chút đơn. Chúng cái áo này để em sẽ trả cho các chị. Ủa, màu đẹp quá các chị ạ. 65 cân đổ về em chút đơn, màu nào cũng đẹp. Màu em đang mặc là màu tím. Chị nào càng đậm người, em nói thật sự, chị nào mà cứ đậm người chốt đơn cho em cái áo tơ này. Nhiều chị yêu mà tìm mua áo tơ này. Em nói thật sự là các chị đậm người cứ thích mặc đồ mát, đồ đẹp, đồ nhẹ á. Đấy, nhiều chị hỏi á, các chị đi tìm những cái này. Đây, bản màu này, các chị nhìn em này. Ôi, màu của nó đẹp xuất sắc luôn. Áo có 380 thôi, nhưng đẹp đẳng vip nha, không sợ đụng hàng. Đấy ạ, không sợ đụng hàng cho em nha. Ủa, nó sang vô cùng, chất của nó siêu đỉnh. Mát nhẹ, các chị nhìn hộ em này. Sờ này, sướng vô cùng luôn ạ. Mặc lên cực kỳ xịn sò, hàng vip nhá các chị nhá. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn. Dòng này em khẳng định với các chị nào nhận hàng là cực kỳ mê. Mức giá cho em nha, chỉ có giá 380.000 cho em nha. ML 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em đang mặc size M đấy ạ. Form thoải mái nhá các chị nhá, không phải form ôm bó đâu. Áo này không phải form ôm bó, form thoải mái cho em nha. Tím em đang mặc là tím quay môn, tím rất đẹp đấy. Tím rất là xinh và cực kỳ sang. Màu nào cũng đẹp, đỉnh quá. 380 thôi ạ. Đây, các chị nhìn bản màu của em này, màu đẹp quá. Màu trắng, đây ạ. Nguyễn Oanh M2 size N màu nâu ạ. Em đang mặc là M4, quần là M3. Quần là M3, áo là M4 các chị nha. Quần 580.000 đang mix với áo M4 có mức giá là 380.000 cho em chiếc áo này. Áo này cách họa tiết của nó là cách phối. Đấy, các chị nhìn hộ em. Tơ thiết kế theo kiểu mặc form dáng thoải mái. Kiểu thiết kế của nó là nếu như chị nào hay mặc kiểu dòng áo thổ ấy. Đấy ạ, nhưng mà là cái kiểu này này, nó thiết kế này, tơ này. Xong nó có những cái họa tiết vân vân thổ thổ như thế này này. Đấy ạ, nhưng mà cái này của em nó là tơ nha. Mặc lên không sợ nhăn nhầu, thoải mái, mát nịm tim luôn. Áo này mặc mát nịm tim luôn, đẳng cấp. Khác hẳn luôn so với những cái dòng tơ em đã từng bán cho các chị. Đối với những cái áo mà ví dụ sơ mi tơ như này, các chị nhận hàng về áo này khác biệt hẳn nha các chị nha. Khác biệt hẳn luôn cho em nha. Cái này kiểu nó đuối, kiểu nó là đuối tơ ấy. Đuối tơ nhưng mà kiểu nó là dòng thiên tơ cao cấp ấy. Đấy, chất của nó khác đẳng luôn, vip hẳn luôn ạ, mát lắm luôn. Nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Mức giá cho em nha, chỉ có giá là 380.000 em chốt đơn. Chỉ có 2 size ML 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Không quần sợ nhăn nhầu nhá, thoải mái quay máy ra cho em nha. Quần đang mặc size gì? Quần em đang mặc là size 26 các chị nha. Quần em đang mặc là size 26, đây em sơ pin cho các chị này. Em sơ vin để các chị ngắm được lên quần nhá. Sơ vin để các chị nhìn cái áo này. Chị nào lấy áo cho đơn áo, chị nào lấy quần cho đơn quần. Quần là M3 580, áo là M4 á. Mức giá 380.000. Chị nào mà thích các chị có thể sơ vin vào cho em cũng được.
Không, các chị có thể mặc buông xuông cho em, đều rất là xinh nha. Áo siêu đẹp, vip đỉnh luôn cho em nha. Chị nào mà người đặn đang kiếm tìm cho em một áo tơ đây ạ. Khi các chị mặc lên sơ vi thì lên như thế này cho em. Đẹp quá. Mát lịm luôn các chị ạ, mặc nhẹ như không mặc luôn. Hàng tơ cao cấp nha các chị nhá. Đấy, chị nào đang muốn kiếm tìm thì chốt đơn cho em nha. Đẳng cấp luôn cho em nha. Nhìn kỹ cho em những cái vân này. Vân này. Đó, các chị nhìn nhá, nhìn ở ngoài đẹp hơn rất nhiều. Đó. Em có ảnh trải sàn rồi đấy, nên chị nào lấy áo tơ chốt đơn hộ em là M4. Em đang mặc áo này là size M, màu tím nhá. Bây giờ em sẽ mặc sang màu xanh cổ vịt này. Màu nào cũng đẹp. Đó. Màu nào cũng đẹp, để lúc nào em sẽ mặc em chụp mic ảnh cho. Cái này nó 7 màu, hơi nhiều. Nếu mà đúng cái này, nếu mà phải đúng ra là phải lên đầu line thì còn được, lên sau line. Đó. Nó hơi bị nhiều màu. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Em mặc màu xanh, đây em sẽ mặc màu xanh, màu tím đẹp quá. Đây ạ. Đây các chị nhìn hộ em nhá, em sơ vi này, em bung ra này, không sợ nhăn nhầu nha các chị nha. Nếu như mà nó nhăn ý, em sơ vi một phát là tơ nó sẽ nhăn luôn. Đây các chị nhìn này, nó có nếp nhăn nào không ạ? Không có nếp nhăn nào nha các chị nha. Sướng vô cùng luôn, cái chất tơ này nó là đỉnh vip, không phải như tơ thường đâu các chị nha. Nó là cái dạng mà nếu mà chị nào biết là cái dòng như kiểu hơi giống như tơ sống ý. Chị nào đã mặc áo tơ sống chưa? Mà tơ sống các chị hay mua vào các cái hãng ấy, đúng không ạ? Mà các chị biết rồi, ngày xưa em có những cái dòng áo, em mặc áo tơ sống ấy, mà em vào ở các cái hãng mà các chị biết rồi, những cái hãng thời trang cao cấp hàng VIP ấy, thì thường những áo tơ sống đấy các chị mua nó khoảng tầm tiền triệu một cái áo ấy. Thực sự là như vậy. Cái chất liệu này của em nó giống vậy nhá, nó không phải giống như cái tơ này đâu. Mà tơ này của em Nga nó giống như là tơ sống ấy. Đây, tại vì tơ sống thì các chị biết rồi, nó nhẹ, nó mát và thường không nhăn nhở. Đấy ạ. Và khi mà các chị sờ vào nó khác, nó cảm giác nó có cái độ như kiểu các chị sờ vào cảm giác nó có hơi kiểu nó tơ sống mà cảm giác nó kiểu nó cứ kiểu như kiểu hơi bị sượng sượng ấy đó. Đấy các chị nhìn đâu em này, không phải là lượt, không phải gì hết luôn đấy ạ. Đấy nó gọi em đúng rồi, em phải dùng cái từ này, nó là gần giống như là từ tơ sống nhá các chị nhá. Tơ sống, ai mặc từ tơ sống hàng xịn rồi là các chị biết đấy, nói vậy luôn cho nó nhanh đấy ạ, nên không sợ nhăn nhầu luôn các chị thấy không ạ. Là đây đó, bây giờ em sẽ mặc nhanh các màu này. Chị nào lấy chốt đơn ML 2 size 65 cân đổ về em chốt đơn. Rồi bây giờ em sẽ mặc các màu luôn nha. Em đang mặc là size M đấy ạ. Liệu tơ đẹp, tơ sống đẹp, xuất sắc. Xịn các chị ạ. Mà thường tơ sống chị em mình mua bình thường cái đắt lắm toàn triệu mấy thôi. Chất này siêu đẹp luôn. Đây, các chị nhìn hộ em này. Đây, em vừa mới vò đây, các chị có thấy có một tí nếp nhăn nào không? Các chị có thấy nếp nhăn nào không? Tơ nếu mà tơ kia kiểu gì cũng nhăn, đúng các chị. Chỉ có tơ sống là không nhăn. Và các chị nhìn cho em nào. Đây. Không sợ nhăn nhầu một tí xíu nào luôn các chị nhá. À, em nói thật sự đỉnh cao luôn. Các chị nhìn dùm em này. Đây. Các chị nhìn dùm em này. Ủa. Em nói thật sự luôn, nó phải gọi là đỉnh VIP. Màu em đang mặc màu thứ hai là màu xanh đây ạ. Chị nào lấy chốt đơn ML. ML dùm em 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị nào lấy comment hộ em đúng cú pháp nhá. Quần là M3, áo là M4. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 380.000 cho áo. Đấy ạ. Rồi, bây giờ em chuẩn bị em mặc sang màu tiếp theo và lên cho các chị một cái quần short nữa này. Đây. Áo đây ạ, à, màu xanh đây ạ. À. Dành cho những chị nào mà người đậm người ấy, chị mặc cho em áo tơ này rất là đẹp, mát, mịn tim. Chất liệu này thì mát đẳng cấp luôn ạ. À. Đây. Đẹp quá. Xinh quá. Màu siêu xinh các chị nha. Chị nào lấy thì chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 380 thôi ạ. À. 380 nha, em mặc các màu cho. Siêu đẹp. Việt Phương Minh M4 tím size M ạ. Các chị về cứ mặc cái này cho em Nga nhá. Ủi mát đi tim. Ok. Chất này. Chất cho em này. Áo này. Chất cho em này. Các chị nhìn hộ em này. Rồi. Các chị nhìn giùm em nha. Chất cái chỗ này này các chị nhìn hộ em này, nó có những cái đường những cái đường sượt của cái áo nhá các chị nhá. Chất siêu mát luôn, mặc nhẹ tênh, mặc không sợ nhăn nhầu, mặc mát siêu đỉnh luôn ạ.
Chị nào mà người đậm đậm mà các chị mặc đẹp cho em nha. Chị nào lấy thì cứ chốt đơn dùm cho em nha. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Màu đây là màu cam ạ. Màu màu cam nhá. Thiết kế này nó có những cái phần táp như thế này. Cái phần táp này là chất liệu lụa các chị nhá. Cái này của em Nga là lụa, chỗ này là tơ. Đấy, chị nào lấy chốt đơn màu M4. Cả một cây em đang mặc, quần 580.000, áo là 380. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Chị Hoài Thu Hoàng là áo tơ màu tím xanh nở. Ok ạ. Áo tơ tím xanh nở màu xanh. Áo tơ của em Nga có màu tím, em vừa mặc màu tím này. Màu thứ hai này em đang mặc là em vừa mặc là màu xanh, màu thứ ba em đang mặc là màu cam. Chị lấy màu gì nói rõ hộ em, màu hộ em nha. Chị Hoài Thu Hoàng là size M màu xanh ạ. Ok ạ. Em đang mặc size M đấy, form thoải mái. Nói chung chị nào mà đậm người đấy ạ, form này là form mặc thoải mái, không mặc ôm bó. Dành cho những chị nào mà thích phong cách mặc thoải mái, dễ chịu đây này. Như em mặc này, mặc không ôm bó. Còn các chị sơ vin cũng được, không sơ vin cũng được nha. Em vừa sơ vin đây. Cái này các chị sơ vin cho em nha. Sơ vin cũng được, không sơ vin cũng được. Siêu đẹp luôn. Mức giá chỉ có giá 380 thôi. Em đang mặc size M đấy ạ. Em có ML 2 size. Form siêu đẹp luôn đây ạ. Các chị sơ vin vào thì như thế này cho em Nga. Còn không sơ vin các chị buông cho em Nga. Mix với quần jean, quần Âu, các kiểu cho em đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Nếu mà các chị đi chơi mà cho em với quần son các chị đeo cho em Nga, đẹp xuất sắc. Còn những chị nào mà hay mặc quần như tổ ống suông ấy, chị nào mà hay có những cái ví dụ như là tơ, những cái dòng tơ khác mà quần suông ấy, có thể phối với lại quần suông cho em cũng được nha. Rất là đẹp luôn. Suông, ví dụ các chị phối cho em suông màu trắng hoặc màu đen ấy, là các chị phối cho em với những cái áo như thế này rất là xinh. Quần này mà có cái màu quần suông, suông tơ suông, suông mà đen hoặc trắng, các chị phối lên cho em Nga rất là đẹp, cực kỳ xanh xinh. Áo kẻ á, cái này của em Nga là cả set, em vừa mặc với các chị có thể xem này, xem này like dùm em. Các chị có thể tua này like dùm em. Bây giờ em sẽ mặc sang màu vàng này. Chị xinh quá. Xanh dương xem. Xanh dương á, em vừa mặc màu xanh xong rồi. Cái mẫu này em vừa mặc màu xanh đây. Cái màu xanh này em vừa mặc xong này. Em vừa mặc màu xanh xong rồi đây này, em vừa mặc màu xanh đây. Bình Hưng hỏi áo giá bao nhiêu? Áo là 380, em vừa mặc màu xanh xong nhá. Đây, em chui luôn cho các chị này. Đây là màu xanh. Đây, em mặc lồng ra ngoài như này cho các chị. Đây là xanh nhá các chị nhá. Chị Hoài Thu Hoàng em chốt cho chị. Đây là xanh nhá. Xanh nhá các chị nhá, đây là xanh. ML, em đang mặc là size M. Đây là xanh, được chưa ạ? Em vừa mặc xanh này. Đấy ạ, nó có 7 màu cơ. Đây xanh chợ, xanh đây là xanh cây này. Vừa xong là xanh xanh dương nhá, xanh dương xanh trời ấy ạ. Đấy ạ. Nó là xanh kiểu xanh vịt ạ. Quần là mã M3 580 ạ. Quần là mã M3 580, đây là xanh cây này. Đây xanh cây này, màu nào cũng đẹp. Những chị nào mà mặc cái này về nhẹ mà các chị nào mà đúng phong cách này cho em Nga thì chắc chắn là em đảm bảo là các chị nghiện. Các chị mua một kiểu gì cũng muốn mua hai, mặc cái này sang. Nói chung là những chị nào đậm đậm người phong cách một chút xíu, các chị mặc cái những cái dòng này cho em Nga sang. Em nói thật sự, mua xong mặc lên rất là sang. Kiểu cảm giác như kiểu bọn em giống như ngày xưa chị em mình, kiểu những cái người mà người ta mặc cái kiểu xanh sang ấy, những cái người cảm giác kiểu tây tây ấy. Cảm giác các chị kiểu đậm người nhá, xong các chị mặc cái áo này này, xong các chị mặc lên ấy, phối lên ấy, nó xanh sang, nhìn nó rất kiểu tây tây ấy. Nhìn nó rất là tây vì nó là phong cách. Đó, nó rất là phong cách luôn. Đây. Siêu đẹp luôn, tây, nhìn tây vô cùng. Tại vì nó có cái cách phối các chị ạ. Áo này của em ngon là tơ nhá. Nó có những cái lớp phối, chỗ này là lụa này, chỗ này là lụa, thoải mái quay trong cái giỏ. Cái này của em Nga là lụa, hình cái này là lụa, lụa được được cái này này, đây các chị này, may trực tiếp luôn. Nên các chị thoải mái quay trong cái giặt, không phải là hình đâu. Nên cực kỳ xinh. Chị Cần Thị Phương M4 màu tím. Đấy. Chị Nguyễn Minh Hải M4 màu tím xanh vàng 59 cân. Ok ạ. 59 cân cao bao nhiêu nữa? Đây ạ, đẹp quá. Xuất sắc chưa? Đây là màu đen các chị nha. Đen. Đấy, em mặc luôn thế này cho nhanh. Ủa đẹp quá. Em phối đồ sau luôn. Đây, mặc ngay ngay vào nhanh vào luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Ai thích đen này. Ủa, tây lắm. Các chị mặc cho em xong đeo cho em cái túi vào đây. Em khẳng định luôn. Xong các chị đeo cái túi nhẹ nhẹ ấy. Rồi, đây mặc cả cây này. Nguyễn Minh Hải 1m58 thật sự. Cái màu này không kém độ tuổi luôn. Chị Nguyễn Minh Hải 1m58 cân. 1m58 cân ạ. Nếu mà người trên chị vừa vừa thì em nghĩ chị mặc mờ thôi cũng được. 58-59 cân, người trên vừa vừa mặc mờ thôi. Trừ khi các chị trên là vai đậm quá, ngực đậm quá thôi. Còn nếu không chị mặc mờ thôi. Đấy, nhìn này đẹp chưa? Form này, siêu đẹp, nó không co giãn. Nhưng mà mặc lên nó rất là thoải mái nhá các chị nhá. Còn nếu như kiểu người giữa size và trên các chị đậm ấy, mà các chị thích mặc rộng như em này. Tại vì cái này, cái phong cách này là của em là mặc free size, mặc rộng. Không cần mặc ôm bó. Cái này của em Nga là không nhất thiết phải mặc ôm bó. Mặc rộng, mặc thôn, mặc thoải mái cho em Nga. Mặc theo kiểu như kiểu phong cách thổ của các chị ạ.
đấy, rất là Tây đúng không các chị? Đây này, nhìn như kiểu đúng phong cách châu Âu ấy, là các chị kiểu mặc như này xong áo thụng thụng đấy, cà tông màu đen xong đeo cho em một cái túi vào đây nữa, rồi túi màu lâu rất là Tây nữa. Ôi đi chơi cho em Nga, thật sự rất là sang. Kiểu ngày xưa giống như kiểu em ở quê ấy, mà cứ nhìn người thành phố ấy, người thành phố về đúng kiểu mặc như này, đeo như này này, người thành phố về ấy, lúc nào cũng cảm giác là người quê gặp người thành phố các chị ạ. Đấy, kiểu kiểu như thế các chị nhá. Đấy, em chẳng biết tả như nào, em phải tả như vậy để cho các chị hiểu, cho các chị dễ hình dung. Tức là giống như người ở quê gặp người thành phố ấy. Đấy, nó rất là sang, nó rất là Tây. Nói chung là nhìn cảm giác nó đẳng cấp hẳn luôn các chị ạ. Nhìn nó đẳng cấp khác hẳn luôn. Nói đi chung vào. Là nhìn nhìn đúng kiểu phong cách kiểu là nhà có điều kiện ấy em. Đấy ạ, nhìn nó rất là sang luôn, đúng ạ, giống như người quê gặp người thành phố mà. Nên là cảm giác đúng như kiểu gặp người có điều kiện các chị nhá. Đây, đây là màu trắng. Màu trắng để em cởi cái áo màu cam ra cho các chị nhìn. Thì Duy Bảo, Duy Bảo mua hộ M4 màu tím 63 cân, size L ạ. Thi Đoàn Vũ M3 67 cân. Quần em đang mặc là M3 570 à 580.000, áo M4 380.000. Đây ạ, à, màu trắng đây các chị nhá. Đây, trắng đây ạ. Đây ạ. Trắng đây các chị nhá. Nó không bị rõ đâu. Đấy, màu của em ra này, mặc nó không bị rõ, lên nã vô cùng luôn. Siêu đẹp luôn. Đây. Mặc lên quá đẹp luôn ạ, à. Mát nhẹ, mát định tim. Nói chung là chiếc áo M4 quá tuyệt vời cho những chị nào thích phong cách mặc kiểu free, thoải mái, dễ chịu, siêu mát, nhẹ tênh và mặc lên rất là sang, đẳng cấp. Đấy ạ. M3 150.000. Áo đang mặc là M4 nhá, 380, quần em đang mặc là M3. M3 580.000. M3 1m58 67 cân. Em đang mặc quần này là size 27 các chị nhá. Em đang mặc size 27. Chị nào khoảng tầm 55-56 cân mặc cho em 26, 60-61 cân mặc cho em 27 nha. Em đang mặc 66 cân mặc 28, 70-71 cân mặc cho em 29. Và em có 30 là 75-76 cân, em chốt đơn. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 580.000 cho quần ạ. Rồi bây giờ xin phép được sang mã tiếp theo. Qua áo nhá, qua quần nhá các chị nhá. Áo của em Nga rất là tơ, tơ sống ấy các chị ạ. Tơ nó giống như là tơ sống ấy. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là dòng này tơ đấy, cao cấp các chị nhá, mặc siêu mát. Chị nào thích tơ thì chốt đơn. Nói chung chị nào thích hàng VIP, nói chung là thích một cái mẫu tơ VIP thì các chị nên đơn cho em nha. Hàng 380.000 dòng tơ nhà em nha, không phải là dòng thường rồi. Nên chị nào lấy thì chốt đơn. Rồi ạ, chị nào lấy thì comment hộ em nha. Đấy ạ, chốt đơn dùng cho em nha. Bây giờ xin phép được lên mã tiếp theo. Chị lấy xe 30. Chị Thi Đoàn Vũ 67 cân à? 67 cân có thể mặc cho em 29 thôi. Chị Thi Đoàn Vũ lấy 30 thì có rộng quá không? 30 là kiểu chị thích mặc rộng rãi đấy nhá. 30 là sẽ mặc rộng đấy, bởi vì quần này của em Nga nó là cạp này. Cạp của em nó là cặp chun. 30 trừ khi là các chị đậm bụng rất là nhiều và em rất và kiểu thích mặc thoải mái nhiều thì em lấy cho chị size 30, còn nếu không thì mặc ôm thì lấy cho em size 9. Mặc 30 là mặc thoải mái đấy, mặc quá rộng đấy ạ. Hỏi bộ đó có size lớn không? Bộ em đang mặc áo thì em có đến size 64-65 cân, còn quần thì em có size đến 75 cân. Quần em có size đến 75 cân ạ. Thì hai đây là 1m67 cân. Áo này sợ 67 cân thì em không vừa, em sợ không vừa mất rồi. Thì Quân hỏi áo chất gì? Áo là chất tơ ạ, nó là giống như tơ sống nhá các chị nhá. Áo là tơ sống. Thi Đoàn Vũ ok ạ. Ok ạ, à, tức là chị lấy size 30 chứ. Chị Thi Đoàn Vũ là ok là vẫn lấy size 30 đúng không ạ? Ok là chị vẫn lấy 30 đúng không? Chị ghi hộ em là ok 30 hay ok 29 dùm em. Rồi em xin phép được qua cả cây em đang mặc nhá. Đây quần, quần này là em, quần này là mẫu mới này, quần này em chưa like bao giờ đâu. Quần này em chưa like bao giờ, quần này là hôm nay em mới về nhá. Đây các chị này, quần này là mẫu mới nhất, dáng 70 phân. Đấy, chị nào chưa lấy chốt đơn. Bây giờ các chị thích em lên quần short này, áo phông hay các chị nên thích em lên cho các chị một set bộ nữa. Bộ này của em Nga thì nó ok ạ, bộ này của em Nga em về cái bộ này thì em nghĩ là đẳng cấp luôn đấy ạ. Họa tiết này không phải ở đâu cũng có thể mua được, dáng quần suông lỡ. Các chị có thích bộ không thì em nên cho các chị hôm nay thêm một mẫu nữa. Nói thật là hôm nay em sẽ lên mẫu này này, mẫu này này, hôm nay chị nào mà vào xem lại này, các chị có thể chốt đơn này. Khi nào mà em về số lượng nhiều em sẽ like đầu like cho các chị đã, bởi vì nó rất là đẹp thực sự luôn. Mẫu riêng lụa nhà em Nga có một mã này nữa, em khẳng định là em cũng có thể lên cho các chị này. Mẫu này đẹp này, chị lấy áo màu trắng ok chị Mai Hoàng. Áo em đang mặc là M4 nhá, chị nào lấy M4 thì nên hộ em M4 ok, em xin cho các chị xếp bộ. Bộ nhà em Nga bây giờ nó đúng thời điểm nóng thì em phải khẳng định với các chị là bộ nhà em Nga thì nó phải gọi là VIP đỉnh luôn.
Em cho các chị nhìn màu một chút xíu này. Các chị nhìn màu của em. À, những gì nóng nhất, những thời tiết nóng nhất, đặc sắc nhất các chị cứ đến nhà em nha. Tầm này thì các chị chắc chắn là các chị sẽ nghiện những cái này của nhà em nha. Mẫu này em về 3 màu, em có đen, có lâu, có xanh, màu nào cũng đẹp. Thiết mặc màu nào bây giờ? Mà cái họa tiết này nhá, em nói thật, họa tiết này siêu sang, không phải lúc nào có. Họa tiết này là VIP đỉnh luôn. Một mét năm mươi nặng 52 cân, mặc áo này cho em size M thôi ạ. Áo này là áo full size, mặc thoải mái cho em nha. Đấy ạ, các chị thích thì có thể sơ vin hoặc mặc buông. Cái này các chị có thể mặc quần short cho em nha nhé. Những cái quần này là các chị mặc quần short cho em, mặc mix với quần short. Đấy, các chị có thể mix cho em với quần short, rất là xinh luôn. Bao nhiêu cân ạ? 48 cân á, 48 cân thì chị có thể mặc quần cho em size 26 được. 48 cân thì mặc quần cho em size 26 được nhá. Nhưng mà áo thì em sợ áo thì 48 cân thì mặc mặc thụng cho em nha. Nếu mà chị mặc được thụng đây, các chị có thể mặc quần đây em. Quần đỡ giá bao nhiêu? Quần đỡ là 580. Bộ lanh đầu lai là 360.000. Em mặc đầu lai rồi, các chị có thể xem lại lai. Quần này chị Huyền Doãn M4 xanh cổ vịt xanh L. Ok ạ. Chị nào lấy quần nỡ này cho em nha, để chốt nỡ nha. Em thử lên cho các chị quần sóc này để mix với cái áo này, để cho các chị nào mà đấy ạ, các chị nào thích mặc quần dài thì mặc cả cây này cho em nha. Đi chơi, đi picnic, đi đâu đấy cũng được, đi du lịch cho em nha, đều rất là sang. Nói chung cả set này, ôi sang quá, nói thật sự luôn. Cả set này chị nào mà đi du lịch mặc cái áo này cho em với mặc cái quần này cho em nha thì quá đẳng cấp luôn rồi. Quá sang luôn các chị ạ, mà nó mát. Cái này mà sang đến đâu mà 40-50 độ, em khẳng định luôn là áo này mặc siêu mát. Nó là tơ các chị ạ, à, bởi vì áo này của em Nga nó là tơ, nhưng mà nó là kiểu tơ giống như các chị cảm giác là tơ sống ấy. Sờ vào nó cảm giác hơi sượng sượng ấy. Đấy ạ, sờ vào nó hơi sượng sượng, em tả nó vậy để các chị hình dung. Đấy ạ, cho nên là mặc nó siêu mát. Cái này mà thời tiết mà 45-50 độ, mặc áo này cho em Nga phải gọi là mát đỉnh cao luôn rồi. Đấy ạ, chất siêu mát, bởi vì tơ sống thì mát vô cùng luôn rồi các chị nhá. Quần của em Nga đang mặc là quần jean. Quần em đang mặc là quần jean nhá. Em thử mix với quần short này cho các chị, để các chị ví dụ như các chị nào mà thích quần dài nỡ nỡ này, các chị mix quần dài. Không, các chị có thể mặc quần short này cho em Nga này. Đây, thử em thử quần short trước khi em lên cho các chị một cái mã bộ nhá. Đây. Áo phông chờ. Nhóc chị Hiền M4 màu trắng size M ạ. Bộ này M1 giá 360.000 ạ. Này mai cuối tuần em được nghỉ có khi à. Em mà like được á. Em mà like được á thì ấy, em chỉ sợ là các bạn ấy quá tải thôi. Tại vì em like phải có người thu like cho em, nên chỉ sợ các bạn quá tải thôi. Đây này. Rất là đẹp luôn. Sóc này của em Nga là sóc 40 phân các chị nhá. Quần này của em Nga hôm trước em có là về cho các chị là sóc 50 phân. Còn đây là sóc này của em Nga sóc 40 phân. Cũng là hàng siêu giãn nhá các chị nhá. Hàng này của em Nga là hàng siêu giãn, siêu đẹp luôn. Đấy, các chị có thể mix như thế này cho em Nga cũng rất là đẹp. Hoặc là các chị mix sóc 50 phân. Đấy, nỡ 70 phân, nỡ 80 phân, tùy các chị. Các chị muốn chọn mix với nào cũng được. Em mix thử để cho các chị ngắm này. Có gì để em mix đồ lên cho các chị. Còn áo phông cũng là em mix cho các chị cái quần này. Đó, các kiểu lên cho em nha. Siêu đẹp luôn ạ. Xinh quá. Đây, các chị ngắm dùm em này. Chị Hà Thúy, quần nỡ em đang mặc size bao nhiêu? Quần nỡ vừa xong em mặc là size 27. Còn quần sóc này em đang mặc là size 26. Quần sóc này em đang mặc là size 26. Chị nào khoảng tầm 50 cân, 48 cân cũng có thể mặc được cho em Nga nhá. 48 cân, quần sóc em có 26, 27, 28, 29, 30. Hình như có cả 31 nữa hay sao? Quần sóc em về đến tận 31, 32 nếu mà em nhớ không lầm. Đấy ạ, và em đang mặc quần này là size 26. Chị nào khoảng tầm dưới tầm 59 cân đổ về thì mặc cho em quần này size 26. 48 đến 59 cân mặc 26 ạ. 64 cân mặc cho em quần này size 17. 69 cân mặc cho em size 18. 74 cân mặc cho em size 30 đúng không nhỉ? 29 ạ. 30 là 79. 30 là 79 ạ. Đây quần sóc ạ. Em đang mặc là quần sóc các chị nhá. Quần kia là 580.000. Quần sóc là mã không? Quần này quần sóc. Quần sóc là mã 15. 15. Giá quần này là sóc của em nhưng mà sóc 40 phân các chị nhá. Sóc này của em là 40 phân, giá 530.000. 530.000 cho em quần sóc em đang mặc.
shop 40 phân 530 nhé. Đấy, áo ấy shop bộ lanh là 360.000 rồi, bây giờ lên cho các chị một mẫu nữa này. Đấy ạ. Cái quần này để tí nữa em mix cho các chị áo phông nữa để các chị lên được nhìn hết giá. Đấy, em mix tạm vậy thôi các chị nhá. Bây giờ lên bộ được không ạ? Đấy ạ, xong tí nữa em mix. Nói chung là hôm nay thứ 6, ngày mai em được nghỉ. Thứ 6, thứ 7 này à, thứ 7 chủ nhật này em được nghỉ. Nên là hôm nay thứ 6. Thứ 7 em được nghỉ. Chị nào mà có thể ở đây á, nếu mà em có thể thích thì em sẽ lên muộn hơn một chút xíu, còn nếu mà không ngày mai mà em lên được em sẽ lên cho các chị nhiều hơn. Hoặc nếu không em chụp ảnh em up lên cho các chị. Đây, lên cho các chị một mẫu này. Các chị nhìn đỉnh VIP chưa? Lụa Hàn nhà em Nga, dòng thiết kế riêng nha. Các chị nhìn nó khác biệt không ạ? Mẫu này em có 3 màu, đỉnh VIP luôn. Nên hộ em mã tiếp theo. Rồi, quần shop của em Nga, chị nào lấy thì cũng chốt đơn. Còn này, tính em sẽ mix đồ cho các chị. M2 chị bao nhiêu cân? 1m54 nặng 57 cân mà cho em size L. 1m54 nặng 57 cân mà cho em size M à, size L. Chị mặc bộ lanh cho em size L nhá, còn mặc quần cho em Nga là size 27. Ui đẹp quá các chị ơi, chết rồi. Bộ này em cũng mê rồi. Cái họa tiết của nó, em nói thật sự họa tiết này không đụng hàng luôn. Họa tiết này ui, họa tiết đẹp quá các chị ơi. Ngất ngây luôn. Ê ơi, cái họa tiết này nó như kiểu họa tiết kiểu gì ở cách phối của nó các chị ơi. Cái họa tiết này em nhìn thiệt, nhìn nhá, em nói thật sự nó là vải các chị ạ, nhưng mà nhìn nó như kiểu có bị có như kiểu ánh nhá các chị nhá, hoàn toàn là vải không, nhưng mà cái họa tiết của nó ấy, nó xoáy làm em nhìn như kiểu là có ánh tuyến ấy các chị ạ, nhưng không có ánh tuyến đâu các chị nhá, nhưng mà em nhìn ấy nó như kiểu có ánh tuyến. Ủa đẹp xuất sắc luôn. À, màu em đã mặc màu xanh. Ủa các chị nhìn hộ em dáng này, đỉnh VIP luôn các chị ơi. Dáng dùm em nha. Ở chỗ này là có cài cúc này. Chỗ này có cài cúc nha các chị nha. Ở đây có cài cúc, quần của em Nga quần suông. Form siêu đẹp vừa phải. Ủa, form đẹp lắm các chị ạ. Ủa, kiểu quần suông suông nhưng mà không bị kiểu suông quá thụng đâu. Em đang mặc size M này các chị ơi. Chị nào khoảng tầm 55 cân đổ về mặc M cho em Nga, 55-56 cân có thể mặc M được ấy ạ. Nếu mà phần trên các chị gọi nha. Chị nào mà người đậm giống như em ý, mà trên nhỏ ấy thì có thể 5-6 cân có thể mặc M như em được. 55-56 cân có thể đổ về mặc M. Em đang mặc M đấy ạ. 60-61 cân. Các chị lưu ý hộ em nhé, bởi vì quần này là quần suông. Cho nên chị nào mà lưu ý, nếu như chị nào mà trên gọn giống em thì các chị có thể chốt 55-56 cân đổ về mặc M. 60-61 cân mặc L cho em Nga, 65-66 cân mặc cho em bộ này size XL. 70-71 cân mặc bộ này cho em size 2XL. Em có đến tận size 2XL cho mẫu này. Đẹp, đẳng cấp, chắc chắn là em phải cất đi. Em mà ôi, màu em đang mặc là màu xanh các chị nhá. Em có xanh, có đen, có lâu, lên dùm cho em Nga. Xin hứa là em sẽ lên đầu line mẫu này. Xin hứa là sẽ lên đầu line. Cái này của em Nga là lụa Hàn, nhưng dòng này là lụa Hàn thiết kế riêng, hàng đỉnh VIP ạ. Đấy ạ, chị, các chị ngắm dùm em này. Đấy ạ, màu này nhá các chị nhá. Set này cho em Nga mặc lên cực kỳ tây. Mặc lên tầm chị em mình mặc này. Các chị có tuổi này, trung tuổi này, tầm chị em mình này, mặc lên đỉnh VIP luôn. Nhìn sang đẳng cấp khác hẳn luôn ạ. Các chị nhìn cho em Nga thoải mái. Các chị nhìn hộ em đúng không? Các chị cảm giác cái màu họa tiết của nó có giống như các chị nhìn thấy giống như là ánh tuyến không? Nó như kiểu là những cái kiểu họa tiết kiểu họa tiết gì nhỉ? Châu Âu nhỉ? Họa tiết kiểu giống như kiểu những cái họa tiết châu Âu kiểu ở phương trời Tây nước ngoài, giống như là những cái hình họa tiết gì nhỉ? Ủa em không biết tả như nào nhưng em nói thật sự là đẹp quá. Để em đây các chị này, nó là những kiểu như kiểu vương liệu các chị. Đây các những cái họa tiết như này các chị này, chị nào mà nhìn biết hộ em nhỉ. Em có này, màu em đang mặc là xanh, màu thứ hai là màu đen, à màu màu này em gọi là đen đi, em gọi là đen đi, và màu này em gọi nó là màu nâu. 3 màu đủ size M, L, XL, 2XL các chị nhá. 70-71 cân, 71 cân là phần trên các chị nhỏ thì chốt đơn cho em Nga. Em đang mặc bộ này là size M.
chị nào lấy thì cứ comment hộ em đúng cú pháp là M. M mấy em ơi? M6. M6 em chốt đơn. Em bắt đầu chốt đơn M6 này. Chờ em tí xíu để em làm giá đây. Ôi để qua các chị ạ. Mẫu này của em Nga, mã của nó là mẫu này em vừa về 817 em nhé. Mã này 817. Lên đơn hộ em 330.000 em chốt đơn. Bao giá toàn quốc luôn. 330.000 cho em set em đang mặc. Chị nào muốn sở hữu set em đang mặc với mức giá 330.000 thì cứ comment hộ em. Mẫu này em khẳng định các chị mua nơi khác, khẳng định với các chị là ít nhất phải tầm 450.000 trở lên. Đấy ạ, nên chị nào mà lấy thì chốt đơn dùng cho em nha. 330.000. Các chị mua khác không khác gì các chị mua như mua buôn chưa ạ? Nên chị nào lấy chốt đơn nha. Nhìn cái chất của nó khác biệt hoàn toàn. Mẫu này thì đảm bảo các chị không sợ đụng hàng. Đấy ạ, và chất này của em Nga lụa Hàn, dòng thiết kế riêng đẳng VIP. Tay của nó này hơi chờm nhẹ này, không phải bị sát nách nha các chị nha. Mặc lên rất là sang, form thoải mái, eo thoải mái luôn. Ở đây này các chị này, chị nào mà có bụng một chút xíu nhá, không lo, bởi vì ở đây các chị có cái khuy cài như thế này rồi. Đấy ạ, chị nào mà thích gọn eo các chị cài nó vào cho em Nga. Còn chị nào thoải mái này, các chị có thể bung ra thế này hộ em. Cho nên các chị cứ lấy đúng size mà mặc, không cần phải là thoải mái xa nha. Hàng này của em Nga thiết kế riêng khác hẳn với lại những cái dòng mà các chị đã từng mua nhá. Đẹp xuất sắc quá. Thì Duy bảo đổi M4 sang M6 thì chị mua gì ạ? Màu của em Nga có 3 màu các chị ơi. Chị nào lấy M6 chốt đơn hộ em là M6 em chốt đơn nhá. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 330.000. Áo này hoàn toàn có thể mix mọi loại đồ. Áo này mix chân váy cho em được, mix quần jean cho em cũng được, mix quần âu cho em cũng được, mặc đi làm cho em áo này được. Bởi vì áo này nó là chờm vai, không phải sát lách, mặc lên rất là sang. Cả set này mặc đi chơi, mặc đi du lịch, mặc cái gì cho em cũng đẹp. Ui xinh quá các chị ạ. Chị nào lấy nên đơn dùng cho em Nga. Comment của em đúng cú pháp là M6, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 330.000. Set của em có 330.000. Tội gì các chị không lấy, lấy hai màu luôn đi. Các chị nào nghe em, các chị cứ nghe em suy dại đi. Hôm nay em lên cho các chị 3 set. Các chị cứ nghe em suy dại, mỗi một set các chị cứ lấy cho em ít nhất hai màu đi. Em khẳng định luôn. Đấy ạ, không em nói thật sự nè. Kiểu gì các chị mua mã M1, kiểu gì rồi cũng sẽ mua M2, kiểu gì cũng sẽ mua M3. Những chị nào mà chuyên mặc bộ, chị nào mà nghiền bộ thì em khẳng định là, tức là em nói luôn là những chị nào mà nghiền bộ ấy, nếu mà đã nhìn ấy, các chị thích, các chị có thể mua luôn. Một lúc các chị có thể về nhà mặc luôn, thay đổi luôn. Đấy ạ, sau đó thì sau khi mà mặc xong, nếu mà các chị cảm giác thích rồi, các một các chị giới thiệu, hai là các chị có thể chọn thêm màu. Còn không cần phải suy nghĩ rằng là nay chờ, mai chờ hoặc gì nữa, em nói thật sự luôn. Đấy ạ, nếu như mà các chị thích, bởi vì dòng này của em Nga nó là dòng set bộ lụa Hàn, Hàn thiết kế riêng. Và giá em bao giá luôn 330.000. Các chị mua bộ này ít nhất phải mua từ 450.000 ở những nơi khác. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn dùm cho em Nga. Comment của em đúng pháp màu xanh XL. Đẹp quá. Chị Cấn Thị Phương M6 màu xanh ạ. Ok ạ. Phạm Vân M6 XL xanh. Ok ạ. Chị Nguyễn Thị Phương M6 xanh. Chị Hoa Đô M6 xanh. Lấy hai màu đi các chị nào có điều kiện nhá. Em nói thật sự, bởi vì hôm nay chắc chắn nhiều chị đã dinh M1, M2 của nhà em Nga rồi. Thì hôm nay các chị nào mà có điều kiện dinh luôn M6 này của em Nga, không cần phải nghĩ nữa. Bởi vì em khẳng định là sau này em lên bộ riêng, bộ nụ Hàn, dòng thiết kế riêng nhà em Nga, lên bộ nào là các chị mê bộ đấy. Bởi vì em chọn từ màu sắc, từ chất liệu, từ form, không bộ nào đụng bộ hàng bộ nào. Em khẳng định với các chị là không mẫu nào của nhà em Nga đụng hàng. Em lên cho các chị 3 mẫu rồi cũng không đụng hàng. Tí nữa các chị thích em lên cho các chị thêm một mẫu nữa đi, 4 mẫu luôn, không mẫu nào đụng hàng luôn. Và 4 mẫu này em khẳng định là tí nữa các chị bảo điện thôi, kiểu này lấy luôn cả 4 mẫu, đằng nào cũng mua. Bởi vì thực sự nhá, 330.000, tất cả những cái giá của em Nga đưa ra cho các chị, các chị có mua em nói thật sự rẻ vô cùng. Các chị có thể lấy 4-5-6 bộ bằng các chị mua ở những nơi khác, chỉ bằng ví dụ như bộ này của em Nga đúng không, bộ này của em Nga là 330.000, các chị mua nơi khác khoảng tầm 450.000 đi, hoặc hơn đi. Xong các chị cứ cộng vào đi cho em Nga, mua mấy bộ nhà em Nga đấy ạ. Rồi các chị mua nơi khác chỉ được 2-3 bộ thôi, còn mua nhà em Nga có khi các chị mua được 4-5-6 bộ rồi. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Siêu đẹp mà siêu rẻ nên không phải nghĩ luôn về giá, mà nhận bộ nào, mặc bộ nào là mê. Kiểu mua một bộ xong rồi lại về tiếp, đến lúc em các chị này mê bảo Nga ơi Nga về mặc thích quá, chị lại thích muốn mua một bộ khác đi cho nó lạ lạ, khác kiểu đi một tí. Lúc đấy em lại không có hàng, em lại hết hàng, em cháy hàng thì em biết làm sao được. Đây, bộ này có gì em sẽ lên đầu like nữa này. Ôi đẹp quá. Dáng này, các chị nhìn họa tiết cho em Nga này. Họa tiết này nó có tây không các chị?
nhìn các chị nhìn có giống như em nói không ạ? Nó hơi như kiểu hơi ánh đúng không? Hơi ánh tuyến nhưng không phải ánh tuyến các chị nha. Hoàn toàn là vải, chẳng qua là họa tiết nó tạo lên cho mình cảm giác đấy. Nên nó rất là tây. Và cái này em đảm bảo không dùng hàng. Em đảm bảo các chị là khó tìm được hàng nhái luôn ý. Đấy, để có gì em mặc em chụp ảnh lên cho các chị. Ô đẹp quá. Mà không biết là có form này, siêu đẹp này. Mặc lên nhẹ như không mặc ấy. Bây giờ em sẽ mặc màu tiếp theo nhá. Bây giờ mặc cái màu này màu nâu đi. Đấy, màu cuối cùng em mặc màu đen nhá. Màu nào cũng đẹp. Ba màu này khẳng định với các chị là không màu nào bỏ qua được. Em có đủ size đến 70 71 cân em chốt đơn. Em mặc size M đấy ạ. Em đang mặc size M nhá. Em bán rẻ cho em bán quá rẻ luôn rồi chị Nguyễn Thị Phương ạ. À. Riêng dòng này các chị yên tâm luôn. Các chị mua bộ này nhà em Nga, em khẳng định là các chị nào mà lần đầu tiên mua hàng nhà em Nga nhưng mua được bộ này nhà em Nga là nhớ luôn em Nga luôn. Bởi vì em không phải đứng bán lụa Hàn là một năm đầu tiên mà em có tiếng về bán lụa Hàn luôn rồi. Em có tiếng nổi tiếng về bán lụa Hàn luôn. Kể cả từ cái nơi mà đây này, cái nơi mà làm thiết kế riêng ra mẫu này này mà em đặt hàng luôn này. Bởi vì dòng thiết kế riêng là bọn em phải đặt hàng. Cho nên là cái nơi mà người ta thiết kế riêng ra những cái dòng lụa Hàn và mác này này, người ta còn khẳng định luôn là nói đến dòng xét độ Hàn phải nói là phải gần như là nhờ em Nga. Gần như mà cứ nhìn thấy cái nào mà của em Nga ấy, thì họ bảo là ôi cứ cái nào mà Nga mặc ấy là kiểu gì bao nhiêu người ta đi người ta hỏi. Đấy, tức là em có tiếng về lụa Hàn luôn rồi các chị nhá. Nên các chị không phải yên tâm luôn về chất liệu luôn. Bây giờ sẽ mặc màu tiếp theo. Chị Hàn Thúy M2 size L, màu rêu và M3 size 27. Chị Hoàng Biên M6 màu xanh. Chị Duyên Phạm M6 2XN xanh. Chị Hoa Đỗ M6 size M xanh. Chị Hoài Thu Hoàng M6 L xanh. Chị Vũ Yến M6 màu xanh. Chị Nguyễn Oanh M6 size L màu xanh. Chị Đỗ Lan M6 2XN. Chị lấy 3 bộ là 3 màu cả. Chị Tươi Phạm M6 L xanh ạ. Cái mẫu này của em thiết kế riêng ấy, cho nên là khi mà các chị mặc ấy nó khác hoàn toàn nhá. Tức là khi mà dòng thiết kế ấy, thì bao giờ nó để ý cho chị em mình từng chi tiết một luôn. Các chị nhìn này, thứ nhất này, cái vòng eo này, đúng không ạ? Họ làm thiết kế như thế này để ví dụ như chị nào mà eo nhỏ các chị cài cúc vào, các chị có thể điều chỉnh bằng cúc vào. Còn chị nào mà eo bụng to một chút xíu các chị có thể bung ra không cần cài cúc vào, đúng không ạ? Ví dụ như eo này, cái đấy eo em Nga, em thích thì em có thể cài vào đây cho em một chút xíu. Chị nào mà eo động một chút xíu các chị có thể bung ra, các chị vẫn mặc đúng size không cần phải đẩy size. Thứ hai là các chị nhìn hộ em nhá, đằng sau này nó làm xẻ như thế này đây, đằng sau nó làm xẻ như vậy cài quy, cho nên khi chị em mình mặc lên ấy, chui lên hay làm cái gì thì nó rất là thoải mái ở phần cổ, nó không bị bó, không bị chui. Và cái phần cổ khi nó làm thiết kế đấy thì cái phần cổ này của chị em mình này nó làm rất là vừa phải, nó không làm kiểu quá to hoặc quá trễ đấy ạ. Cho nên khi mà mình cài nó vào là form cổ nó rất là gọn, nó rất là vừa và rất là đầy các chị nhá. Và màu em đang mặc là màu thứ hai đây, màu nâu đây, tây chưa các chị, nhìn họa tiết cho em này, ôi nó phải gọi là đỉnh VIP luôn. Thôi mẫu này M6 em chốt đơn nha các chị, lụa Hàn đấy ạ. Chị nào lấy chốt đơn có 330.000, các chị cứ dinh hộ em, không phải nghĩ luôn ạ. Đấy ạ, mặc lên là đẹp. Nói chung là hôm nay chị nào mà dinh này cả tủ mùa hè, em không nói dòng những cái dòng bộ khác nhá, mà em chỉ nói riêng về dòng lụa Hàn. Các chị mặc tất cả những mẫu lụa Hàn nhà em Nga, các chị mặc cho em đi chơi không sợ đụng hàng, mà mặc đến đâu người khác khen các chị đến đấy, mặc đến đâu là khen đến đấy. Và người ta chỉ suốt ngày hỏi là ô cậu mua lụa Hàn này ở đâu đấy, cậu mua cái chất liệu này ở đâu đấy, cậu mua cái form này ở đâu đấy, sao tớ cũng thấy ở nơi khác nó cũng bán như thế này mà tớ mặc lên nó không đẹp, hoặc tớ mua nó không bao giờ được đẹp. Tại vì không bao giờ mua là cái dòng thiết kế riêng như em đấy ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Màu em đang mặc là màu nâu này, tây chưa các chị, mức giá 330.000, giá quần xung lỡ lỡ như thế này, dễ mặc, ai cũng có thể mặc được cho em Nga, không kén độ tuổi đấy ạ. Tuổi nào các chị cũng mặc được nhá, các chị có thể mua tặng bản thân mình, mua cho người lớn tuổi, mua cho mẹ, mua cho bà, bất kỳ ai cũng mặc được, mà mặc lên rất là sang. Đấy, mua cho mình, nói chung là cái này không kén nha các chị nha, sang vô cùng luôn. Độ tuổi nào cũng mặc được cho em, vừa sang vừa tây vừa đẳng cấp, mặc lên quý phái và cực kỳ tuyệt vời. Mức giá có 330.000 thôi, dáng quần suông nhưng mà ống suông của nó vừa phải, không quá to nên các chị nhìn nó không bị thộm. Đấy ạ, mặc cảm giác suông nhưng mà kiểu suông nhưng mà nhìn kiểu cảm giác hơi kiểu hơi bé nhỏ đúng không? Kiểu suông gọn ấy,
xuống gọn ấy, nên nhìn form rất là đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn. Chị nào mà người nhỏ quá, các chị có thể về thích thì các chị bóp nó vào một tí xíu. Bởi vì là hàng của em thì quá là đỉnh cao luôn rồi. Em nói thật sự, về những chị nhỏ mà em không có size, các chị về bóp vào một chút xíu, các chị cũng mua quá rẻ hơn so với các chị mua ở bên ngoài nhá. Đấy ạ, 330.000. Bây giờ em sẽ mặc màu đen là màu cuối cùng. Màu em đang mặc là màu nâu, siêu tây M6 màu nâu, quá đỉnh luôn. Mẫu này cả 3 màu, không có màu nào chê được ạ. Các chị chọn màu nào cũng được. Riêng mẫu này á, em không tư vấn màu. Ai thích sang, thích nạ, thích độc thì lấy cho em màu xanh đầu tiên. Ai thích kiểu màu nâu như em đang mặc này. Còn màu đen thì nó là màu truyền thống rồi. Đen thì là truyền thống. Còn ai thích sang, thích độc, thích nạ thì lấy màu xanh đầu tiên em mặc đó. Còn ai thích màu nâu tây này nè. Đấy, màu kiểu màu nâu nâu một chút xíu, nhìn cho nó khác khác một chút xíu thì lấy sang cho em cái màu nâu nâu như này. Vân này, nhìn nó như ánh nhũ các chị ạ, mà không phải là nhũ, hoàn toàn là tây vải. Đấy ạ. Còn nếu mà các chị nào thích mà kiểu màu truyền thống thì lấy cho em màu đen là màu cuối cùng. Ba cái mẫu này thì cả ba màu đều xuất sắc ạ. Giá thì cực kỳ tuyệt vời, 330 thôi. Đảm bảo mua nơi khác là 450 liền. Chị Vi Tuyến M6 size L xanh, chị Oanh đang M6 màu nâu, chị Hoa Đỗ M6 thêm nâu ạ. Em có đến size 2XL cho M6. Nếu cái này mà mua một cái áo riêng các chị cũng phải mua đến 300.000. Mà cả set của em Nga có 330. Em ôi em mặc ngược luôn này. Cả cái set này em nói là sự mua một cái áo để mặc đi nào không, các chị cũng mua phải 300.000 hơn nhá. Chị Hà Đào M6 thêm M màu xanh ạ. Các chị có công nhận là nếu như chị nào mà hay quen mua những cái áo lụa này không, sơ mi mà lụa lụa kiểu như này của em Nga không, các chị mà mua một cái áo riêng này để mix đồ ấy, mặc với lại quần âu, quần phăng, chân váy các kiểu cho em Nga, mua một cái áo riêng mà chất xịn như thế này nhá, đấy ạ, đấy thì các chị mua ít nhất cũng phải tầm 300.000 hoặc 350 một cái áo của em đang mặc luôn. Mà cả bộ của em đang mặc các chị mua có 330.000, nói thật sự là đấy ạ, không đáng một cái áo luôn các chị ạ, không đáng một cái áo luôn. Nó rẻ, em nói thật sự luôn. Chị nào mặc đồ xịn rồi các chị biết nó không đáng một cái áo. Chị nào mà mua một cái áo này này. Đấy ạ, chị nào mà biểu hay mua ấy, bây giờ em mặc cái áo này em mix với quần âu đi mà xem, các chị sẽ thấy rằng nếu em bán một cái áo này không riêng làm gì có chuyện mà các chị đang tính ở đây là 330.000 đúng không? Chia đôi ra cứ gọi rẻ đi, cái áo này có 170, quần gọi là 160 đi đúng không ạ? Đấy ạ, hoặc là cho cái quần này tầm 150 đi. Áo này tầm 100 mấy, 180 đi. Làm sao mà có một cái áo này có 180, quần 150 được? Quần 150 là quá rẻ rồi. Các chị có bao giờ mua được cái quần 150 không? Mà hàng chất xịn như này không ạ? Áo này tầm 180 không? Đấy. Còn nếu mà cái áo này á, nếu mà em có bán một mình cái áo này không bao giờ có giá 180. Đấy là em tự phân tích để cho các chị cảm nhận là nó quá rẻ nên không phải nghĩ về giá luôn các chị ạ. Áo này á, các chị mà mình mua không cũng phải 300.000. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá, chứ làm gì mà như em đang mặc đây, chia ra quần 150, áo đắt thì gọi là 180 đi. Đấy mà áo này mix được quần jean, quần short, quần âu. Đó, các chị mặc cho em nha. Đây, ví dụ các chị có thể mặc mix cho em với quần như thế này được này. Đây, quần jean đây, mix vào cho em nha, mặc đi chơi, mặc đi làm, mặc đi đâu đấy cho em đều rất là đẹp luôn. Áo vai của nó này không phải là vai sắt nách, vai của nó là chồng vai nên là mặc lên nó rất là lịch sự, lền nã và rất là sang các chị nhá. Đây đấy, cái kiểu thiết kế áo này nó là bo như này cho nên là nó siêu dễ mặc. Mà chất liệu của em nó là lụa hàn nhưng có hơi có giãn nhẹ nhá, hơi giãn nhẹ một chút xíu đây. Này, các chị nhìn cho em như thế này này, đây. Đấy, dáng áo này kiểu đổ như thế này nữa. Đấy, mặc lên đúng có phải là một cái áo lụa hàn mà các chị hay thường mua không? Nhiều khi người ta thiết kế điệu điệu một chút xíu ở đây, người ta có điểm nhấn cái nơ nơ xinh xinh này, cài thêm một cái tang logo ở đây một tí xíu nữa. Các chị có đúng là mua thường hay mua 300, 350 không ạ? Đấy, 300, 350 này em còn nói rẻ đấy các chị nhá. Còn nhiều chị có khi mua đắt hơn, 380, 390 cơ. Một cái áo lụa không ấy. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn. Mà cả cây của em có 330, rẻ hơn cả tiền một cái áo. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn. Chị Phạm Loan M6 màu đen, chị Nguyễn Minh Hải M6 màu đen màu xanh, chị Hải Hà M6 màu nâu, chị Nghĩa Ca M6 màu xanh, chị Hoàng Tỉnh M6 màu xanh, chị Hà Đà M6 màu xanh. Đẹp quá các chị ạ, không có điểm gì để chê luôn rồi. Các chị còn muốn em lên mẫu nữa không? Hôm nay cho các chị mãn nhãn luôn. Các
hay một size bổ nữa cho các chị nào muốn sở hữu nhá. Mẫu này em sẽ xin phép lúc nào em sẽ lên đầu line mã M2, lúc nào khi nào em có số lượng em cũng sẽ lên đầu 2, nhưng mà mẫu này em chắc chắn em sẽ lên đầu line này. Đấy ạ, vì mẫu này là cái mẫu mà đậm, mẫu này nạ, họa tiết nó nạ, họa tiết này nạ các chị ạ, mà form của nó rất là đẹp. Một cái áo không em nói thật sự các chị mua nó cũng quá là đắt đỏ chứ không phải là mua rẻ. Đấy ạ, mà các chị nhìn mẫu em nha. Rồi, mua hàng dùm em đây. Các chị nhìn trong túi này, màu trong túi của nó mà nó đẹp như thế này cơ. Đây ạ, các chị nhìn hộ em, màu trong túi này đẹp xuất sắc. Thì em chốt đơn rồi ạ. Xuất sắc luôn rồi. Đấy, chị nào lấy thì cứ chốt đơn nha. Ủa đẹp quá các chị. Vâng, mùi M61 đen, chị Toán Vùi, chị M61 xanh L ạ. Ok ạ. Em có MLXL 2XL cho mã M2, chị nào lấy M2 cứ chốt đơn. Giờ em lên cho các chị thêm một mã này nữa. M6. Mã này của em Nga là M6 nhá, nên thêm cho các chị một mã nữa này. Nếu mà các chị thích gam màu này. Đấy, hàng lụa Hàn. Nói chung là tầm này thì các chị cứ dinh những cái dòng này cho em Nga. Kiểu thiết kế áo này, độc chưa các chị, khác biệt luôn nha. À, ngóng cho em Nga. Rồi, nên thêm một cái mã M7 đi. À, M7 nha các chị nha. Đấy, nên thêm cho các chị một cái M7. Chị nào thấy M6 cứ chốt đơn M6 nhá. Đấy, chị nào lấy M6 cứ chốt đơn M6. Em nên thêm M7 nha các chị nha. Chị nào lấy M6 xem lại like dùm em, vui đẹp quá. Hôm nay em không lên được quần tí nào rồi. Ngọc Anh M6 màu đen, chị Quý Lê Thị M6 lấy màu gì ạ? M6 em có 3 màu, nên là em M7 em có 2 màu. Đấy, em lên cho các chị 4 mẫu bộ, không có mẫu bộ nào trùng với mẫu bộ nào, để cho tất cả các chị yêu có thể có lựa chọn, và nếu chị nào thích mua luôn cả 4 mẫu, không phải đợi chờ em Nga lên từng line một. Bởi vì chắc chắn những mẫu này em sẽ lên từng line một đầu line, hoặc nếu không ít nhất là em sẽ up ảnh, chụp ảnh, quay video lên cho các chị. Bởi vì thật ra những cái dòng này thì chắc chắn là em sẽ up cho các chị và em sẽ về cho các chị đấy ạ. Nếu chị nào có điều kiện các chị mua luôn, bởi vì chắc chắn là không đụng màu nào với màu nào luôn. Đẹp quá. Màu đây ạ. Dáng quần nha các chị nha. Lỡ nhưng của em Nga là lỡ Becky, nhưng mà các chị nhìn hộ em nha. Hàng xịn của em Nga, dòng thiết kế riêng, và lụa hàng của em Nga bao giờ các chị mặc này nó cũng qua đầu gối, không bao giờ các chị thấy là nó trên đầu gối, nên mà mặc lên nha, nó rất là sang, rất là lịch sự và siêu đẹp luôn cho em Nga. Mẫu này đấy ạ, nên hộ em này, màu này các chị nhìn hộ em này, màu ngoài đẹp hơn trên like cực kỳ nhiều. Màu này là các chị có biết không, toàn bộ tất cả những cái mẫu này của các chị yêu khi mà trước khi em về em lên ấy, đều là toàn bộ là đều qua tay em chọn hết. Những cái màu nào em lên cho các chị, những màu nào em về đều là qua tay em nhìn hết, qua tay em chọn hết, em mới về lên màu nha các chị nha. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Comment của em đúng cú pháp là M7. M7 em có size M, size L. M7 cho em Nga em có size M, size L, size XL. Hai tông màu nha các chị nha. Một là tông màu này em gọi đó là tông màu đỏ. Chất liệu lụa hàn cho em Nga. Lụa hàn của em có hơi co giãn nhẹ các chị nha. Dáng quần Becky. Và em có tông màu đỏ và tông màu cam. Đỏ và xanh cam nhé các chị nha. Đỏ và cam, hai màu đều rất là đẹp. Nên hộ em là mã M7 ạ. Chị Ngọc Anh là M6 lấy màu nâu ạ. M7 các chị nha. M7 cho em Nga, giá cho em cũng có giá là 330.000. Em chốt đơn, bao giá toàn quốc luôn chị. Những cái mẫu này đấy ạ, các chị mua ít nhất cứ 450. Mà em nói thật sự, xét bộ lụa hàng nhà em Nga, các chị mua ở những nơi khác cứ 450 đúng không? Các chị có mua lẻ ở nhà em Nga về bán 450 cũng được đúng không? Mua lẻ nhà em Nga 330 về bán 450 cũng được không các chị? Khẳng định luôn các chị nhá, chị nào lấy chốt đơn. Hai màu thôi ạ. Màu này các chị nhìn hộ em này. Màu hộ em này, các chị nhìn hộ em họa tiết này. Em giờ gần này, các chị nhìn họa tiết đẹp chưa? Màu này của em Nga nó là màu cam nha các chị nha. Màu vàng cam ấy các chị ạ, màu vàng cam. Và đây là màu đỏ nha. Họa tiết của nó đây, đẹp mỹ mãn luôn cho em Nga. Bên ngoài đẹp hơn trên mai. Mẫu này thì em khẳng định là các chị nhận hàng là ưng là mê, mặc lên siêu đẹp luôn cho em Nga. Nên hộ em là M7, mức giá cho em Nga 330.000.
đủ size M, L, XL 65 cân đổ về em chốt đơn. Ở cái phần này đều có cái phần thiết kế bo gấu nhá, và cái phần cạp này, ở cái phần gấu của áo này đẹp xuất sắc luôn. Hôm nay em lên cho các chị 4 set bộ, đúng không ạ? Không mẫu nào đụng mẫu nào. Các chị có thể xem lại like, chọn cho em cả 4 mẫu bộ. Em tin chắc là các chị không có phải suy nghĩ, phải hối tiếc gì cho những cái dòng này. Nhận hàng cả 4 mẫu bộ đều về mặc thử và đều xịt xoa, em khẳng định luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Đấy à, còn nếu mà chị nào có điều kiện, các chị có thể mua 1-2 bộ trước, sau đó thì các chị quay lại các chị mua, nhưng mà nhớ sớm sớm, không nhiều khi nhiều mẫu của nhà em Nga có những cái dòng mà qua nhanh, bởi vì nhiều khi nó còn phụ thuộc vào cây vàng đấy các chị ạ. Có những cái dòng nó rất là đẹp, ví dụ những cái mẫu màu như này này đấy ạ, đều phải qua tay em chọn hết, bởi vì em là đặt riêng, em đặt riêng mà, những cái dòng này là dòng thiết kế đặt riêng, cho nên là em đều phải chọn qua tay, là em phải ưng màu vải thì bắt đầu bọn em mới đặt đấy ạ, chứ không phải là đặt ngẫu nhiên. Cho nên là nhiều khi ví dụ như là lúc này em đặt những sau, nhiều khi có thể là dòng vải nó không còn nữa, nên là chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Lên đồ em, đây là M7, em đang mặc là size M. M dưới 55 cân đổ về mặc M, dưới 60 cân mặc L và 65 cân mặc cho em bộ này sẽ XL nhá. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 330.000 em chốt đơn, bao giá toàn quốc luôn ạ. Chị nào lấy thì comment hộ em. Chị Nguyễn Hương M4 màu tím ạ. Ok ạ. Đấy ạ. Chị nào lấy nên đồ em M7 nhá. M7. M7 này thì em không về 2XL chị Đỗ Lan ạ. M7 này thì rất tiếc em không về 2XL. M7 này thì em có về size M thôi. Em có về size M, size L, size XL thôi, không về size 2XL. Đấy ạ. M7 này thì cái dòng này em chỉ về đến cái dòng này thì dòng phong cách nó trẻ, họa tiết nó trẻ trẻ, em về đến size M, L, XL thôi. Nó rất là trẻ nhá, màu này xinh lắm. Các chị nhìn em này sang. Cái kiểu thiết cái áo này hoàn toàn các chị mặc đi làm được cho em nha, tay này. Nó là lụa Hàn có co giãn. Một cái áo này không mua, các chị cũng phải mua là tầm 300 đến 350 nghìn, mặc với quần jean cho em Nga đi làm được. Bởi vì áo này có tay, dáng áo này của nó như thế này, và màu của nó rất là xinh như này đây ạ. Các chị có thể phối như thế này cho em Nga đúng không ạ, mặc đi làm không ạ? Các chị có công nhận là mặc như thế này phối lên có đúng là thành một bộ đi làm được không? Ví dụ các chị có thể phối với quần dài, hoặc các chị có thể phối với chân váy, tùy các chị nhá. Ôi, siêu đẹp luôn. Màu đẹp lắm các chị ạ. Màu ngoài đẹp lắm, cái họa tiết của nó siêu đẹp luôn. Đây, các chị nhìn thấy mặc em mặc với đây này, quần jean như này sang chưa? Cái màu của áo này nên sang chưa các chị? Khi mà các chị có thể tách set ra phối này, đây, các chị nhìn nó sang, cực kỳ sang luôn. Cứ tin vào con mắt thẩm mỹ của em đi. Chưa bao giờ chị nào phải hối tiếc khi mà tin vào thẩm mỹ con mắt của em đâu. Đặc biệt là những chị khách cũ em không nói rồi, làm gì rồi, còn chị khách mới thì đấy ạ, chị nào mà thích các chị có thể xem lại like nha. Đẹp xuất sắc luôn rồi. Mức giá cho em 330.000 em bao giá toàn quốc đấy. Hôm nay em còn rất nhiều áo phông và quần jean nữa em không lên được. Vâng, phải 2XL không? Không có 2XL, chỉ có MLXL thôi. Đấy, chị nào lấy M7 em có hai tông màu nha. Các chị có thể xem lại like, có gì em chụp ảnh với em lên cho các chị đây. Em lên luôn cái mẫu này bởi vì là chưa có cái mẫu bộ nào lụa Hàn mà dán quần lỡ mà kiểu chất liệu kiểu bo như thế này, nên em lên cho các chị đủ luôn. Hôm nay có 3 mẫu lụa Hàn. Lanh thì nó rất là hiếm. Dòng lanh này của em Nga là lanh Thái, cho nên là Thái này là kiểu Thái Nhật ý, cho nên là nó cái kiểu mà nên là nó có co giãn và nó đã qua xử lý, cho nên là dòng lanh này của em Nga rất là hiếm. Cho nên là lanh này là lanh của em là lanh xịn, lanh VIP, cho nên là không phải là có nhiều mẫu đâu. Riêng mua lanh thì các chị biết rồi, lanh nhà em Nga em nhớ mỗi một năm em về những cái mẫu lanh này này, em về chỉ cùng lắm em về được 2-3 mẫu thôi, không có về được nhiều đâu, bởi vì lanh này nó là dòng VIP, nó không có nhiều. Cho nên là em chỉ đấy, như hôm nay em chỉ giới thiệu với các chị đúng có một mẫu lanh và em về đúng được hiện tại đến thời điểm này là được đúng một mẫu lanh đấy ạ. Nên các chị nhá, còn lại là lụa Hàn đây, em về cho các chị 3 mẫu. Thứ nhất là một mẫu quần dài dáng 90 phân, một mẫu quần hơi suông một chút xíu, và một mẫu như em đang mặc là quần nỡ nhưng dáng hơi baggy. Các chị thấy mặc cả 3 mẫu đấy ạ, các chị có thể xem lại like lựa chọn cho em nha. Mức giá thì siêu đẹp siêu yêu, bao form bao chất bao giá cho các chị. Các chị nhận hàng các chị sẽ cảm giác các chị không khác hẳn với các chị mua ở những nơi khác nhá, bởi vì dòng của em là dòng thiết kế riêng nên nó đẹp từ form, từ chất đến chất liệu luôn đấy ạ. Nó là thương hiệu luôn rồi các chị ạ. Đây, dòng này của em Nga thì nó là dòng thiết kế riêng và nó là có thương hiệu luôn rồi đấy ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn đấy ạ. Comment hộ em đúng cú pháp nhá, cứ đúng mẫu này, đúng mã này, đúng như thế này các chị mua. Chị nào lấy thì comment đây ạ. Mã nhưng mà các chị phải nhớ là cả từ cái tang này hộ em nhá. Đó, chị nào lấy chốt đơn M7. Rồi bây giờ xin phép dừng like tại đây. Em đang mặc bộ này size M ạ. Đấy ạ. Còn lại là hẹn các chị vào ngày mai nhá. Chị Toán Bùi Thị M7 size L màu đỏ. Ok. Chị Thanh Hương M6 màu xanh XL. Mặc luôn cái màu cam nhỉ. M7 cam màu đẹp. Đỏ. Để mặc màu cam cũng đẹp. Quên em mặc luôn màu cam đã. Mặc màu cam để mai cho các chị so sánh. Đây này.
Bởi vì dơ gần thì các chị thấy nó đẹp, nhưng mà phải mặc lên các chị nhìn dáng này. Đây, màu đỏ này, đẹp chưa các chị? Họa tiết của nó lạ không ạ? Màu này, cam này. Đấy, quần sóc thì các chị có thể chờ em nhé. Quần sóc đẹp quá, màu đẹp lên rồi. M7 size L là từ 55 đến 60 cân ạ. Chị Lê Thủy chị mua quen rồi, hàng nhà em chị rất hợp và là hàng độc. Em cảm ơn chị yêu. Thật sự luôn, hàng nhà em hàng độc luôn đấy các chị ạ. Các chị không phải suy nghĩ luôn. Các chị không sợ đụng hàng đâu, không phải nơi nào cũng có đâu. Em khẳng định với các chị, khẳng định với các chị luôn. Có cái mẫu này này, cái mẫu mà cái mẫu mà biết ghi là em cái mẫu mà M2 ấy, cái mẫu này này. Thì cái chất liệu này này nhiều chị có thể là dễ hàng là bị mua phải những cái hàng ấy, bởi vì chắc chắn là sẽ có những cái hàng mà khi em lên là sẽ các chị sẽ thấy có rất là nhiều nơi người ta sẽ lên những cái hàng nhái, nhưng mà những cái dòng màu sắc những cái dòng như này của em Nga này nó độc. Bởi vì em phải lựa chọn đấy các chị ạ, bởi vì em tránh để cho các chị phải tìm được đúng nguồn. Đấy, không phải là kiểu là cứ gặp đâu các chị cũng ấy được, nên các chị cứ yên tâm đây nhá. Nhà em này, mác này, ở đây này, đây nó có một cái tang mác ở đây nha. Đây, một cái mác ở đây, một cái mác ở cổ, mác kia nữa. Nên các chị nếu mà mua mà các chị nhận hàng không đúng như vậy, các chị thấy rằng là không phải luôn. Chị đúng không ạ? M7 màu đỏ, chị nữ Việt M6, chị lấy màu gì đấy ạ? Mà ở đây của em này, thiết kế của em nó từng có từng chi tiết này cơ. Các chị mua đôi khác. Thứ hai nha, chất này. Chất của em nha, nanh là có hơi giãn nha, nanh của em nó có hơi co giãn nha. Đấy, mua nơi khác không có giãn đâu. Em test chất cho các chị rồi đấy, nên các chị yên tâm luôn. Đẹp quá màu này ơi. Trẻ quá đẹp quá các chị ơi. Ôi, mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi ra ngoài. Tách cho em cái áo này, biến cho em thành một cái áo độc lập đúng không ạ? Đây các chị mặc cả cây, không các chị mặc như thế này cho em. Đúng không ạ? Đây, đẹp chưa các chị? Rồi, đây ạ. Đây, dáng áo cho em này. Đẹp chưa các chị? Không phải nghĩ luôn. Đấy ạ, mà cái này của em có tay nhá. Tay của nó là tay dài. Đấy, các chị thấy chưa? Dáng rất là xinh, siêu dễ mặc. Nhớ hộ em nha, có tang mác ở sườn này, tang mác cổ. Đấy các chị ạ. Tại vì những cái hàng mà các chị mua hàng rẻ rẻ nó nháy nháy, chắc chắn nó không bao giờ có đầy đủ những cái dòng như thế đâu. Bởi vì mỗi một cái này nó đắt mà, nó cứ thêm chi phí, thêm chi phí. Thế còn dạng hàng của em nó là hàng xịn, hàng thiết kế riêng, hàng độc quyền. Và thường các chị sẽ thấy không đụng hàng. Nói chung là sang, độc, không đụng hàng. Form với chất khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác nha các chị nhá. Không phải ở đâu cũng có, không phải ở đâu các chị cũng mua được. Đấy ạ, mức giá thì em báo giá cho các chị. Mua nhà em hàng xịn nhưng mà rẻ như các chị mua ở những cái nơi mà họ nhái lại mua hàng rẻ. Đấy, còn các chị mà mua những bộ này ở nơi khác chắc chắn đắt hơn rất nhiều. Đấy, em khẳng định 100% là như vậy. Nên chị nào lấy thì chốt đơn dùm cho em nha. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Đấy ạ, bao form, bao chất, bao giá. Đây là M7 nhá. Đấy ạ, chị nào muốn tinh thì chốt đơn. Bộ em đâu mà có 330 thôi chị Nguyễn Nhiên ơi. Chị quên em M7XL cam ạ. Chị Hải Hà M7 màu đỏ. Chị Nguyễn Việt màu em đứng gần vào màu cam này. 6 màu xanh. M7 đây ạ, màu cam đứng gần cho các chị này. Để em sẽ chụp cho các chị đây ạ. Giá 330.000 thôi các chị ơi. Hàng nhà em nó là dòng 330.000 các chị nhá. Có 330.000 thôi ạ. Mình mua bộ này, mình mua bộ nhà Nga mấy năm rồi nhưng vẫn đẹp, em cảm ơn chị Hà Đào. Đấy ạ. Khách nhà em mua, tại vì nhà em Nga là những cái dòng đồ Hàn này em bán có thương hiệu rồi mà. Nhưng mà nhiều khách các chị mua là các chị phải mua đúng ở nhà em ấy. Thì thứ nhất là các chị mua được đúng hàng, thứ hai là mua được rẻ. Còn đương nhiên nếu như các chị không mua đúng nhà em, nhưng mà nếu mua đúng được cái dòng mà như em giới thiệu là cái tang mác như em giới thiệu nha, thì có thể là các chị sẽ mua được đúng hàng, đúng không ạ? Đúng, ví dụ như các chị mua được đúng tang mác, đúng không? Như em giới thiệu như thế này. Đấy, ví dụ như các chị mua đúng được như thế này, đúng không ạ? Có mác sườn, mác xiết như thế này, đúng được cái chất liệu như thế này, nhưng mà các chị sẽ không mua được rẻ ở những nơi khác. Còn nếu như các chị mua ở những còn lại các chị mua ấy ạ, mua những nơi khác mà rẻ hơn thì chắc chắn không phải là dòng này luôn. Em khẳng định 100% như vậy. Đấy ạ. Cho nên là chị nào mà thích sang, độc, lạ, khác biệt, không đụng hàng và hàng chuẩn thì các chị cứ vào với nhà em Nga. Riêng nhà em Nga thì em gọi là
em phải dùng cái từ là thiên đường những set bộ thể thao gần như mẫu nào em cũng về, em nghiện bộ đấy các chị ạ, em nghiện bộ. Các chị đấy, ngoại nhà em Nga bộ là đa dạng đấy, từ năm này qua năm khác, nhưng mà mẫu nào các chị cũng không sợ đụng nhá. Đấy các chị, từ hôm nay em hôm nay lên cho các chị 4 mẫu bộ, nhưng chắc chắn trong tủ quần áo của các chị lục lại mấy năm rồi đi ạ, không có mẫu bộ nào của em Nga hôm nay lên mà các chị trùng với những mẫu bộ các chị đã mua từ năm ngoái hoặc mua từ trước đến giờ. Em khẳng định luôn, vì hàng của em là cực kỳ, em cực kỳ em đụng à, không tránh đụng luôn, hiếm khi lắm luôn, trừ khi là cái nào em phải cực kỳ thích, cực kỳ thích. Và cái mẫu đấy nó phải gọi là không bao giờ, gọi là không bao giờ kiểu lỗi mốt với thời gian em mới quay trở về, và em hãn hữu cực kỳ luôn. Đấy, nên chị nào lấy đi chốt đơn nhé, comment hộ em, nên hộ em là M7. Còn bây giờ thì em xin phép dừng like tại đây, hôm nay cũng khá muộn rồi á. Nên chị nào yêu thích những cái dòng set bộ thể thao hoặc những cái dòng set bộ mặc nhà cho em nha, đấy là có thể mặc cả set, tách set, mặc đi chơi, mặc đi làm, đấy, mặc đi uống nước, đi cà phê, đi picnic, đi du lịch được cho em nha, thì các chị có thể vào nhà em nha, đấy, xem lại like, chốt đơn dùng cho em nha. Tùy mã bộ em có đủ size M, L, XL, giá thì em bao giá. Đấy, chỉ có giá là tầm 330 thì em đang mặc 350 cho bộ giày quần dài, 360.000 cho bộ lanh nỡ đấy ạ. Đấy ạ, cho nên rất dễ mua. Đấy ạ, và cực kỳ rẻ, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Đấy ạ, còn bây giờ thì em xin phép dừng like tại đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Đấy ạ, và hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo. Đấy ạ, chị nào mà yêu thích thì quay trở về để xem lại like của em Nga nhá, 4 mẫu. Đấy ạ, và link luôn cả 4 mẫu đi ạ. Đừng đợi chờ em lên từng like một. Chắc chắn những dòng này em sẽ lên từng đầu like một, hoặc em sẽ chụp ảnh trả ảnh cho các chị yêu. Cảm ơn các chị yêu. Chị cặp út M7 size L 2 bộ 2 màu ạ. Ok ạ.